Yên tâm đi, hai chiếc cano đó đều đã bị chúng tôi đã động tay động chân rồi, ha ha. Tới lúc chìm thuyền, đồ của bọn chúng đều là của chúng ta. Làm tốt lắm, một đám khách du lịch trong nháy mắt có thể bỏ ra 2.000 vạn mà không hề đắn đo gì, chắc chắn nhà mang theo rất nhiều tiền trên người. Vẫn là chị Tú sáng suốt. Tới lúc đó cho chúng lại, bọn chúng con bé như vậy, nhìn thấy đao sắc nhọn chắc chắn là sẽ ngoan ngoãn giao nộp tiền cho chúng ta. Đi, chúng ta đi theo họ. Đây, thuyền của chúng ta bị thủng rồi. Cái gì? Kinh thiếu, thuyền có một lỗ thủng. Mẹ nó, lỗ thủng này phải dùng máy khoan mới có thể khoan được. Tiêu rồi, thuyền này của bọn chúng ta bị khoan thủng rồi. Chúng ta bị kẻ khác hãm hại rồi, nhanh, mau múc nước ra, thuyền sắp chìm rồi. Chào các đồng chí. Các đồng chí vất vả rồi. Không có gì mà phải ngạc nhiên, đây chẳng qua chỉ là một tiểu thủ đoạn đơn giản mà thôi. Được rồi, chúng ta mau lên bờ thôi, tránh lại xảy ra thêm sự cố gì đó. Vâng ạ, đi thôi. Các anh em bắt đầu săn bắn. Lát nữa cứ mặc sức mà săn lùng, không cần phải khách khí. Dù nào bay lên trời, bò dưới đất, hay nào bơi trong nước, chỉ cần nhìn thấy là nổ súng. Đạn mang theo, đủ cho chúng ta dùng thoải mái. Yên tâm đi, kinh thiếu, các anh em, không phải là lần đầu tiên làm việc này đâu, tất cả đều là tay chuyên nghiệp đấy. Yêu rồi, đại sư nhất tâm và nhất ý họ đi rồi. Hạ Linh Doanh, à không, Hạ Lăng Huyền, cô có muốn đi cùng bọn họ hay sao? Tôi chỉ muốn tìm hai vị đại sư đó bàn chuyện mà thôi. Vậy cô có thể tìm lão đại của tôi bàn chuyện cũng được. Lão đại của tôi chính là mặt chân nhân. Lão đại của tôi so với hai lão già kia còn lợi hại hơn nhiều. Cô có lẽ đã nghe tới đại danh của lão đại tôi rồi. Mặt chân nhân là một ông già tóc bạc phơ, sao có thể là một học sinh trung học. Ây dô, lão đại của tôi thật sự là mặt chân nhân. Lão đại của tôi cực kỳ lợi hại. Cô tìm hai lão già kia chính là một sự sai lầm. Biết rồi. Tên hùng nhị này điên rồi sao? Thế mà có thể đem mặt nam ra so sánh với hai vị đại sư. Là người đàn bà chanh chua đó. Những kẻ gia xảo đó sống ở vùng kỳ hoa cò gái này. Nhìn dáng vẻ của bọn họ đoán chắc là chuyên làm lại chuyện cướp của hai người rồi. Là bọn họ có hai vị đại sư ở đây. Kế hoạch của hai người bọn họ kế hoạch của hai người của đám tiểu nhân này chắc chắn là sẽ bị sụp đổ. Đi thôi, chúng ta cũng vào trong xem sao. Lạnh quá đi. Lão đại, mau nhìn bên kia kìa. Bên đó là cái gì? Nhìn có vẻ giống như là thứ gì đó rất lớn bị đè đến nẻ gỗ. Không phải thật sự là có hải thú đấy chứ? Hay là chúng ta quay về đi. Ây da, cứu mạng, mau chạy đi. Mảnh vỡ của lục đạo luân hồi bàn đang ở rất gần đây, mà từ đám người tay chân của kinh thiếu có thể thấy phía trước cô lẽ là đang có một con hải thú đuổi theo. Lẽ nào mảnh vỡ đang ở trên người của con hải thú? Cứu mạng, đáng sợ quá đi, cứu tôi với. Mẹ nó, các người còn đứng ngay ra đó làm gì, mau chạy đi. Tôi chưa từng thấy con quái vật nào lại lớn như vậy, thật là đáng sợ quá. Lão đại à, xem tình hình này là không đúng lắm. Bọn họ nhiều người như vậy mà còn chạy, chi bằng chúng ta cũng. Đúng đó, chúng ta trước tiên cũng tìm chỗ lấp đi. Kinh thiếu, mau chạy đi. Bùm bùm bùm, mau chuẩn bị sang đi, thiêu chết nó. Dầm nha. Trời ơi, tên gia hỏa này cũng lớn quá đi. Không ngờ cái gọi là hải thú thế mà lại là một con cần cần. Đi đi, kinh thiếu, pang pang pang. Kheo. Mau chạy đi, mau chạy đi. Vù. Xẹt. Xúc sinh chịu chết đi. Bốp. Trời ơi, đến cả đại sư cũng không phải là đối thủ con xúc sinh này. Tên gia hỏa này quả thật là hung ác. Lão đại à, tên gia hỏa này quá mạnh, chúng ta vẫn nên rút lui thì hơn. Mặt lam, chạy đi. Mảnh ghép luân hồi bàn đang ở trong bụng của nó. Mặt lam, anh còn làm gì vậy? Mau đi thôi, nguy hiểm lắm. Lão đại, tôi đi giết nó. Bọn họ đông người như vậy rồi còn không được. Người đây là đang tự mình vào chỗ chết hay sao? Học thuật của các ngươi tinh tiến thông. Của các ngươi trên tinh thông, đương nhiên là không được. Nhãi con thối tha này,
Chuyện mà chúng ta trải qua còn nhiều ăn, còn nhiều cơm mà ngươi hàng ăn hàng ngày, ngươi nói bọn ta không được. Hai vị đại sư mặc kệ hắn đi, chúng ta rút lui trước đi. Hắn không phải tự xưng mình là mặt chân nhân gì đó hay sao? Sắp chết đến nơi rồi còn giả vờ ta, đây. Xuyệt. Hắn, tóc của hắn sao lại biến thành màu trắng rồi? Nghĩa là hắn à? Ta niệm tình, ta và ngươi có chút duyên, có chút cơ duyên. Chỉ cần ngươi chịu luôn mảnh ghép đang ở trong bụng ngươi ra, ta có thể tha chết cho ngươi. Dầm. Lôi tới đây. Ui, thế mà có thể dẫn động thiên lôi. Là thiên sư táo pháp hay sao? Thật là lợi hại. Bây giờ sự chú ý của con kèn kèn đó đều dồn hết lên người của Mạc Nam rồi. Chúng ta nhân cơ hội này tản ra mà chạy đi. Ngàn vạn lần đừng bị cuốn vào trong rắc rối này. Tôi sớm đã nói rồi, nó quá khủng bố. Vốn dĩ không phải người nào có năng lực đối phó được với nó. Quả thật là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Có lòng tốt khuyên cậu thì cậu không nghe. Bây giờ cậu khiến nó nổi giận rồi, còn liên lụy tới cả chúng tôi. Ở trước mặt của tôi, kiểu tiên thiên địa cũng là thường thôi. Một con cần cần nhỏ nhoi mà cũng dám ngông cuồng hống hách. Dầm. Hoàng hoàng thiên đạo, nghe theo lệnh của ta. Lấy hồn huyết của ta thành chiến lô của ta. Xuyệt. Giác giác giác. Chuyện này sao có thể? Gào. Xuyệt. Minh ngoan bất linh tử. Xuyệt. Tiêu rồi. Hoa rung động rồi. Chân nhân, đệ tử biết sai rồi. Đệ tử có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, mong chân nhân tha tội. Mặt chân nhân, ngài đại nhân đại lượng, cầu xin ngài tha tội, đệ tử lần sau tuyệt đối là không dám nữa. Các người nói, ta tự mình chui đầu vào chỗ chết. Đệ tử sai rồi, cái miệng rẻ tiền của đệ tử là đệ tử tự mình tìm đường chết. Đệ tử tự mình tìm chết. Bốp bốp bốp. Mặc chân nhân, chỉ mong ngài có thể tha cho chúng tôi một cặp, tha cho cái mạng nhỏ của chúng tôi. Sau này nếu như có bất kỳ yêu cầu gì, chúng tôi cho dù có nhảy vào núi đao biển lửa, quyết cũng không từ chối. Mặc chân nhân, sau này hai người chúng tôi nhất định là sẽ làm người tốt. Món lễ vật này mong ngài nhận cho. Bùm bùm bùm. Mặc chân nhân xin tha mạng. Mặc chân nhân, chúng tôi sai rồi. Mặc chân nhân, đừng giết tôi. Tôi có thể đưa ngài tiền, tôi có rất nhiều tiền. Cầu xin ngài đừng giết tôi. Ngươi nghĩ ngươi còn có mạng sống tiếp hay sao? Kinh kinh thiếu. Mặc chân nhân, kinh thiếu hắn ngất xỉu rồi. Con mẹ nó, làm ta thức chết đi. Tưởng già vào ngất xỉu thì sẽ không có chuyện gì hay sao? Lúc trước đã đối xử với chúng ta như thế nào? Nói, cắt đứt tay hay là chém đứt chân đây? Bớt. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Ngươi, đừng có giả chết. Lúc trước không phải ra vẻ ta đây hay sao? Ra vẻ nữa đi, bốp bốp. Mặc chân nhân, cầu xin ngài hãy tha cho tôi đi. Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện làm hại ngài. Tôi tới đây giết con kèn kèn này cũng là nỗi khổ tâm mà thôi. Chân nhân, tiểu tử kinh gia này tuy có là phần thô lỗ, nhưng cũng là một con người có hiếu. Mắt của phụ thân của hắn bị tật ở mắt, phải dùng con ngươi của kèn kèn mới có thể nhìn trở lại. Ngài có thể tha thứ cho hắn lần này hay không? Chân nhân, trong thẻ của tôi có 200 triệu, tôi đều hiếu kính hết cho ngài. Cầu xin ngài hãy tha cho tôi con được sống. Mẹ nó, nhà ngươi bị đánh như vậy rồi mà chưa tỉnh ra hay sao? Cầm 200 triệu của ngươi đem xuống quan tài đi. Đúng đúng, chân nhân ngài nói đi, ngài muốn bao nhiêu? 5 tỷ, đổi lấy mắt của một con kèn kèn. 5 tỷ, con số này, cho dù là với kinh gia mà nói cũng không phải là khoản tiền nhỏ. Được, 5 tỷ thì 5 tỷ, nhưng chân nhân có thể cho ta thời hạn 3 tháng. Để ta từ từ trả tiền có được không? Trong thẻ này hiện giờ có 200 triệu, đưa trước cho chân nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể rút tiền. Được, 3 tháng sau, nếu như ngươi không thực hiện đúng hiệp ước, kinh gia các người phải trả giá gấp 10 lần.
Nhất tâm đại sư, ngươi đi thu thập bảo vật ở trên người con súc sinh này đi. Dạ, không vấn đề gì. Lão đại, tôi cũng đi. Đây chính là mắt con kền kền, có thể trị khỏi tất cả các bệnh về mắt. Ồ, nhìn dáng vẻ hình như rất là lợi hại. Mảnh ghép vỡ của luân hồi bàn quả thật là không đơn giản. Chỉ việc nắm chặt nó thôi, đã phải dùng toàn bộ sức mạnh rồi, nếu không sẽ để nó chạy mất. Bây giờ ta cần dồn toàn lực để luyện hóa mảnh ghép này. Đây cũng là nguyên nhân tạm thời không giết kinh hồng vũ. Đây là mắt của cần kền, quá tốt rồi. Cảm ơn mạc chân nhân. Ấy, các người dừng tay cho ta. Ấy, con muốn con người màu vàng đang có ở trong tay của hắn. Bắn chết người. Phực, con mẹ nó, ngươi dám. Bùm bùm bùm. Ngươi dám ra vẻ ta đây trước mặt của lão tử. Bùm. Ây à, ta giết ngươi. Cút. Bốp. Kinh thiếu, đủ rồi, chúng ta nhanh đi thôi. Cậu còn ở đấy nổ súng, cậu chán sống rồi sao? Mau đi thôi. Ta nhổ vào đám dân đen này. Lại đây, xem lão tử có đánh chết ả tiện nhân này hay không. Buông ta ra, lão tử phải giết sạch bọn chúng. Kinh thiếu, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Đã giết người rồi, quan trọng nhất là làm sao để hỏi vay. Hỏi vay người trong tộc cho mượn 5 tỷ đây. 5 tỷ thôi có đáng là gì? Cả tỉnh Giang Bắc đầu nào địa bàn của ta, một tiểu tử của tỉnh Giang Nam lại có thể ngông cuồng dám đến tỉnh Giang Bắc chúng ta gây sự hay sao? Nhưng cậu không nhìn thấy hắn có đủ khả năng triệu hồi cả một tên khổng lồ hay sao? Vạn nhất hắn đến kinh gia gây náo loạn thì phải làm sao? Hắn có mạnh hơn nhưng có thể so sánh được với một quân đội với quân đội hay sao? Hắn ở trên đảo này chẳng qua chỉ là biết giở mấy trò thủ đoạn tam môn ngoại đạo. Hắn dám tới tỉnh Giang Bắc, tôi sẽ khiến hắn có đi mà không. Lão đại, bảo bối trên người con chim này đã lấy được khá rồi. Mấy thứ đồ khác cũng không sao cả. Mấy thứ đồ khác cũng muốn sao? Em cái hòm của tôi đến đây, tôi muốn luyện đan ở trong đó. Con kền kền này cũng xem như là dị thú cao cấp trên trái đất. Đem cơ thể của nó luyện chế thành đan dược sẽ có ích rất nhiều. Lão đại, tên Hồng Kinh Vũ đó, cứ như thế thả hắn đi hay sao? Hắn thật sự sẽ trả 5 tỷ cho chúng ta hay sao? Hắn trả hay không cũng chẳng sao cả. Chỉ cần kinh gia còn đó, tôi sẽ tự đi lấy số tiền thuộc về mình. Mạc, các người. Chính nhà các người, tên súc sinh nhà ngươi, là ngươi hại chết con trai của ta. Ngươi còn ngậm máu phun người, ngươi cũng sẽ chết. Một đàn bà chanh chua này, ngươi chán sống rồi phải không? Đều súc sinh nhà ngươi, chết hay sống liên quan gì đến lão đại nhà bọn ta? Chính ngươi đã hại chết con trai của ta, ta đã chứng kiến hết rồi. Nếu như không phải là ngươi lấy con ngươi của con kèn kèn đó đưa cho tên họ kinh kia, con trai của ta không xảy ra tranh chấp với hắn. Tội nghiệp cho con trai của ta bị người ta đánh chết. Nguồn gốc của tao này chính là ngươi, là ngươi đã hại chết con trai của ta, tên súc sinh nhà ngươi. Ta phải giết ngươi để báo thù cho con trai ta. Các ngươi gây tội thì phải chịu tội. Có một người mẹ như ngươi, chả trách dạy ra được một đứa con ngỗ nghịch như vậy. Ngươi tên tạp chủng đáng chết này, mau liền mạng cho con trai ta. Ô. Các người đứng đó mà xem nó nhiệt hay sao? Còn không mau tới đây giúp ta giết tên súc sinh này. Đều tại hắn ta, hại chết con trai của ta. Chuyện này liên quan gì tới lão đại bọn tôi? Mụ đàn bà điên này, con trai bị chết thì chỉ có thể trách cô mà thôi. Con trai của cô chính là một bản mẫu thu nhỏ của chính cô. Cô dạy thằng bé hư nên đây người ta gọi là dân nhân nào thì gặt quả đó. Đám nhu nhược các ngươi sợ cái gì chứ, động thủ đi. Không muốn dùng nước nữa phải không? Được, ta quay về lập tức cắt nước sinh hoạt của các ngươi để các ngươi chết theo con trai ta. Ngươi không phải rất đau lòng vì cái chết của con trai ngươi hay sao? Vậy để ta giúp ngươi đi gặp con trai của ngươi, ngươi thấy sao?
câu hồn. Mà chân nhân không phải chứ, đó là địch quỷ. À, con trai của tôi. Đời tại ngươi, ngươi hại chết ta, ngươi nhanh chết cùng ta đi. Kiều Chính, mẹ là mẹ của con gây. Con nhìn cho rõ đi, mẹ đây. Mẹ con đây mà. Không thể nào, đây là con trai bảo bối của ta, nó sao có thể làm hại ta được chứ. Đời là lỗi của ngươi, ngươi tại sao không giúp ta ngăn viên đạn đó, ngươi tại sao không chết, mà lại muốn ta chết. Nghiệt do mình tạo ra thì không cách nào mà trốn tránh. Người đây là ác giả ác báo, không thể trách người khác. Mà chân nhân này quả nhiên lợi hại. Mà chân nhân, tôi đã bảo bọn họ rời khỏi đây rồi. Được, các người cũng xuất phát đi. Đại sư, tại sao chúng ta phải rời khỏi đây? Lão đại tôi đã nói, tới chuyện gì hay sao? Nếu như tôi đoán không nhầm, mà chân nhân không trực tiếp giết chết con Ni Thú Kỵ, giết chết Ni Thú Quý, chính là bởi vì không muốn hồn phách của hắn ta vây bẩn nơi này. Mà chân nhân muốn thu nhận linh hồn của con kèn kèn này. Thu linh hồn. Chúng ta ở đây hộ pháp cho Mạc chân nhân đi. Ma nương chi hồn ra ngoài đi. Tạm thời nuôi dưỡng ngươi một thời gian, xem ngươi có tác dụng gì. Xem ra cuộc đời của ta đã sống uổng phí rồi. Trên thế giới này không ngờ còn có pháp thuật cao siêu như vậy. Mấy dưỡng hồn chi thuật đó có tính là gì đây? Đây mới là âm dương thông đích thực sự. Nếu như có thể cùng Mặc chân nhân tu luyện một thời gian, thật sự chết cũng không hối tiếc. Những dược liệu này không tệ đâu, phải đem kết hợp lại cùng một số dược liệu khác thì mới đủ khả năng phát huy công hiệu cực lớn. Bây giờ luyện ứng huyết đan trước. Ứng huyết này là bảo vật, luyện chế thành đan có thể sánh ngang với đan tiểu bồi nguyên và đan tiểu cố thể, phải tận dụng cơ hội này. Hai ngày sau. Trời ơi, lão đại, trong hai ngày này mà lão đại đã luyện chế ra nhiều đan dược như vậy hay sao? Số đan dược này có tác dụng gì thế? Nhìn ông có vẻ thèm lắm rồi, ha ha. Lão đại, có thể chỉ điểm cho bọn tôi một viên nếm thử hay không? Đan này dùng để chữa bệnh gì thế? Dùng một chiếc nơ đan nhỏ như thế kia có thể luyện ra nhiều đan dược như vậy hay sao? Thật sự là quá thần kỳ đi. Nếu như các người có duyên như vậy thì cũng thử một chút đi. Hồn đan này trời ơi, liệu không phải là có thể giúp tăng cường độ lực đó chứ? Nhanh ngồi xuống hấp thụ đi. Lão đại, tôi chảy máu mũi rồi. Đây là thuốc gì vậy? Cũng mạnh quá rồi đi. Không ngờ còn có loại đan dược thần kỳ như vậy. Hồng Nhị, một lát nữa giúp tôi đem bộ móng này, lông mao, còn có cả con mắt còn lại của kèn kèn cất hết đi. Được. Trời ơi, một viên đan dược này ít nhất có thể giúp ta tăng cường công lực tu vi 10 năm. Đa tạ Mạc Nhân đã cho đan. Mạc chân nhân không chê, huynh đệ chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Tôi vốn quên hành động đơn độc rồi, các người tốt hơn là quay về đạo phái của mình đi. Lão đại, bên phía nhà bè tôi đã liên hệ xong rồi, giờ chỉ còn thuyền của ngư lão thất. 3 tiếng sau chúng ta sẽ lên thuyền, vận chuyển cẩn thận. Cuối cùng cũng thuận lợi thu được mảnh vỡ rồi. Đợi một lát nữa nói với An Ngữ Hân một tiếng, để tránh về nhà phải nghe chửi. Lão đại, không hay rồi, nghe nói có hải quan muốn kiểm tra những món đồ này của lão đại, liệu không bị bọn họ tịch thu đấy chứ. Không lấy được thông tin này, ông lấy được thông tin này từ đâu? Kỳ thực có cách có thể lách vụ kiểm tra này, nhưng Mạc Lam anh nhất định là phải theo tôi đi gặp một người. Ồ, vì vậy đây là tin giả cô tung ra phải không? Anh đồng ý cùng tôi đi gặp một người đó, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu, tôi đảm bảo. Tiêu rồi, quả nhiên là phụ nữ càng đẹp càng biết nửa người. Được rồi. Ông bố thối, lần này mình mời được Mạc chân nhân và hai vị đại sư cùng mình về, xem thử bố có thể coi thường mình nữa không. Ông mang đồ về trước đi, không thành vấn đề, nó đã nhất định là phải cẩn thận. Đến rồi, đây chính là căn cứ bí mật của chúng tôi.
Mau vào trong đi. Với tổ chức này chính là thích mấy kiểu làm ăn ra vẻ thần thần bí bí. Ây yô, nhị tiểu thư, cô cuối cùng cũng về rồi. Cô thật sự nóng lòng muốn chỉ huy cùng hạ tới như vậy rồi sao? Chú Dương, nhanh nói cho tôi biết ông bố già của tôi đang ở đâu, tôi có chuyện cần tìm ông ấy. Chỉ huy cũng đang bàn chuyện với đại tiểu thư, đừng đi làm phiền ngài ấy. Ây yô, tiểu thư của tôi, cô rốt cuộc đã mấy ngày không tắm vậy? Đây là cái mùi gì thế? Làm gì có mùi chứ, chú ngửi lại đi. Mùi nào chú ngửi lại đi. Được rồi, nhị tiểu thư, đừng đi gặp thêm ai nữa nha, sẽ không hay ho đâu. Cô trước tiên nên đi tắm thì sẽ tốt hơn. Uyên Huyền ở đây ồn ào gì thế, còn ra thể thống gì nữa? Hạ Lăng Mỹ, chị em mấy ngày nay đã đi đâu? Cho dù có nóng nảy hấp tấp đánh cược với bố đi nữa, nhưng một mình em chạy ra ngoài, em có biết nguy hiểm thế nào hay không? Ây ôi chị ơi, lần này em sẽ không làm như thế nữa. Lần này em còn dẫn theo cả cao nhân về cùng. Nào để tôi giới thiệu với mọi người. Hai vị này là đại sư nhất tâm nhất ý mà bố vẫn luôn muốn được mời về. Còn vị này chính là Mạc Chân Nhân, Mạc Lam người dạo gần đây rất nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam. Xin chào. Mạc Chân Nhân danh tiếng nãy nừng, sao có thể là một tên học sinh nghèo hèn? Em gái chắc chắn là bị một tên lưu manh trong giang hồ lừa rồi. Hoan nghênh hai vị đại sư. Hai vị đại sư cất công tới đây với chúng tôi, đây chính là vinh dự to lớn của gia tộc chúng tôi. Mạc Chân Nhân mời. Không sao, các người cứ đi trước đi. Mạc Lam xin lỗi, chị gái của tôi chắc chắn là không phải cố ý chê bai anh đâu. Chúng ta cũng vào trong đi. Đã tới tận đây rồi, cô vẫn còn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì. Anh biết bốn đội đặc chiến thần bí nhất ở trong quân đội ở Hoa Hạ chúng tôi hay không? Tên của bốn đội này lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Võ, Chu Tước. Đó là các đội đặc chiến bảo vệ Hoa Hạ. Bốn đội chiến này bất luận là quyền lực hay là sức mạnh đều thuộc về người đứng đầu quân đội. Mà ở đây chính là nơi chúng tôi vì sự ủng hộ dành riêng cho bốn đội đặc biệt mà chiêu mộ kết nạp nhân tài dự khuyết. Hóa ra nha đầu này có thân phận không hề đơn giản. Vì vậy cô dẫn tôi đến đây là muốn để mình gặp ông bố làm chỉ huy quân doanh của cô. Đúng vậy, ông bố già của tôi chắc chắn là không ngờ tôi không chỉ mời về được hai vị đại sư, còn mời về được cả Mạc Chân Nhân. Vậy nhanh đi gặp thôi. Gặp xong thì tôi có thể đi rồi đúng chứ? Anh có biết cơ hội này hiếm có thế nào hay không? Đây là tôi đang giúp anh đó. Đi, tôi dẫn anh đi tắm gội trước, thay bộ quần áo mới. Anh có biết có bao nhiêu cổ võ thế gia muốn gia nhập hay không? Suy cho cùng, đây cũng là đại diện cho niềm kiêu hãnh và vinh dự không gì sánh bằng. Anh nếu như gia nhập vào đội đặc chiến, tiền đồ của anh chắc chắn là rộng mở. Wow, Mạc Lam anh mặc bộ quần áo này cảm giác không tồi nha. Anh làm gì mà cứ nhìn chằm chằm người ta thế? Cô lúc trước dùng đan dược mà tôi cho cô. Giờ có phải cô cảm thấy khí huyết không thông, cơ thể chậm trí, có lúc nóng lạnh hay không? Anh tại sao lại biết được chuyện này? Ân huyết đan đó của tôi vô cùng dị thường. Sau khi quay về, cô có thể tiếp tục ăn thử 2 viên nữa. Có lẽ có vài hiệu quả mà chính cô cũng không thể ngờ tới. Vậy sao? Vậy lát nữa tôi sẽ ăn thử. Bây giờ toàn thân cảm thấy rất là khó chịu. Uyên Huyền, thật sự là cô hay sao? Cô quay về rồi. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn gọi điện cho cô, điện thoại của cô luôn trong trạng thái tắt máy. Tôi rất lo lắng cho cô. Vu Tiếu là anh, sao sắc mặt của cô lại kém thế? Cơ thể có chỗ nào không được thoải mái hay sao? Tôi không sao. Bên phía tỷ tỷ đang rất là bận, anh qua đó giúp tỷ ấy đi. Tôi muốn dẫn bạn tôi đi ăn cơm. Xin lỗi, mượn anh là mình phong đỡ đạn. Vu Thiếu này vẫn luôn theo đuổi chị gái tôi. Dạo gần đây anh ta đột nhiên bắt đầu thả thính tôi. Tôi nhổ vào. Thật uổng công chị tôi vẫn luôn cảm thấy hắn ta là người tốt. Rõ ràng hắn ta là một tên đẻo. Cô bạn thì tôi đi trước đây, Mạc.
Nhóc con, tao cảnh cáo mày, tránh xa người con gái của ông ra. Cô gái của anh là chị Hạ Lăng Mỹ hay là Hạ Lăng Huyền? Tôi nói cho cậu biết, hai chị em nhà họ đều là người phụ nữ của tôi. Chị gái tôi muốn, em gái tôi cũng muốn. Chân thành khuyên cậu một câu, cậu muốn làm thành viên dự bị thì phải lấy được cái gật đầu của lão từ đây trước, đã hiểu hay chưa? Chỉ cần nắm chặt hai người phụ nữ này ở trong lòng bàn tay, có vào được đội đặc chiến hay không cũng không phải là do ta quyết định hay sao? Nếu đã như vậy, tôi cũng chân thật khuyên cậu một câu, anh tốt nhất là tránh xa tôi ra một chút. Có thú vị, thật sự thú vị. Tiêu ca, hóa ra là anh ở đây. Trận khiêu chiến hôm nay là trận đấu cuối cùng rồi. Hạ thủ lưu tình nha. Em còn muốn được làm thành viên dự bị. Tiêu ca, vị bằng hữu này là ai vậy? Chỉ là một tên tình địch mà thôi. Đi thôi, sắp tới giờ rồi. Hôm nay là trận đấu cuối cùng. Các cậu đều phải cố gắng lên, giữ vững vị trí của mình trong top 50 là được rồi. Võ đài. Tiêu Thịnh, chỉ huy quân đến. Các đội viên, hôm nay chính là trận đấu cuối cùng để tuyển chọn đội viên dự bị. Quy tắc mọi người đều đã nắm rõ, top 50 đều đã được chọn ra, phải dốc hết sức chiến đấu. Hôm nay chúng ta rất vinh dự được mời tới đây giáo quan Đồng Vinh đến để chỉ điểm cho chúng ta. Mọi người cho thành vỗ tay hoan nghênh giáo quan. Giáo quan Đồng Vinh lẽ nào là vị giáo quan của chiến đội Bạch Hổ? Trời ơi, căn cứ địa của chúng ta thế mà lại được giáo quan đại giáo quan năm. Ông ta không phải là tới để khiêu chiến với các đội viên đó chứ? Tôi biết các người đang có mưu tính gì, nhưng lần này trưởng quan Đông Vinh chỉ là tới đây để tham quan mà thôi. Được rồi, trận đấu hôm nay chính thức bắt đầu. Có ai muốn khiêu chiến với top 50? Bây giờ có thể bắt đầu được rồi. Đợi đã, sao thế? Chị quên rồi sao? Em đã dẫn về đây 3 người. Bọn họ còn có tư cách, có cơ hội tranh giành tư cách tham gia thi đấu. Chị đáng lý nên để bọn họ thử trước chứ. Tuyên Tuyên, đừng ở đây ồn ào nữa. Bây giờ chúng ta đã có bảng xếp hạng lựa chọn cuối cùng rồi. Sắp diễn ra cuộc thi mà em còn muốn thêm người, rốt cuộc em có ý gì? Chị, lúc trước không phải là cũng như vậy hay sao? Hơn nữa, bố cũng đã đồng ý với em rồi, em lại không vi phạm bất kỳ quy tắc gì, tại sao lại không được? Được rồi, người của em đâu, mau bỏ họ ra đi đi. Đại sư Nhất Tâm, đại sư Nhất Ý, mau ra đây đi. Mạc Lam, mọi người đâu rồi, mau ra đây. Nhất Tâm Nhất Ý, hai vị đại sư này, đến cả ta còn mời không được. Tưởng nhà đầu này làm thế nào mà mời được chứ? Hai vị đại sư, mời đại sư dùng toàn lực. Đấm lên máy đo sức mạnh này đi, chỉ cần điểm số đạt tới 1.000 điểm thì được tính có tư cách tham gia cuộc thi. Không cần, hai vị đại sư này danh tiếng nãy nừng, tôi cũng từng có cơ hội gặp qua một lần rồi. Nếu như hai vị đại sư đã đồng ý, tôi trực tiếp tuyển dụng hai người. Thế mà lại không cần kiểm tra sức mạnh, trực tiếp được tuyển thẳng. Bố nhìn đi, con đã nói rồi mà, con đủ khả năng để tìm được người đại hại về cho chúng ta. Bố còn không tin con. Hừm, danh tiếng của hai vị đại sư này ta cũng từng nghe nói đến. Đây là kỳ nhân dị sĩ, nếu có thể chiêu mộ được hai người này thì có sự hỗ trợ rất lớn trên phương diện huấn luyện cho những người mới, đặc biệt là kinh nghiệm phong phú mà họ chia sẻ. Hai người chúng tôi đi hay không kỳ thực còn phải xem ý kiến của Mạc Chân Nhân. Mạc Chân Nhân nếu trúng tuyển, hai người chúng tôi bằng giáo nào cũng phải đi. Đúng, chúng tôi tất cả đều theo ý của Mạc Chân Nhân. Mạc Chân Nhân ở thì tôi ở. Mạc Chân Nhân, ồ, Mạc Chân Nhân, người dạo gần đây rất nổi tiếng đó sao? Ông ta cũng tới đây sao? Mạc Lam, mau ra đi, tới lượt anh nên kiểm tra rồi. Đây chính là Mạc Chân Nhân hay sao? Đây không phải là chỉ là một thằng nhóc học sinh cấp 3 hay sao? Mạc Chân Nhân không phải một ông não rồi râu tóc bạc phơ hay sao? Cục trưởng Hạ, cậu ta đích thực là Mạc Chân Nhân. Hai người chúng tôi còn là bại tướng dưới tay cậu ta. Hai người chúng tôi cũng là theo Mạc Chân Nhân nên mới tới đây. Tiểu tử đó là Mạc Chân Nhân, nhìn thế nào cũng không thấy giống người đặt hạt cảnh giới hóa kình.
chắc chắn là một tên lừa bịp trà trộn vào mà thôi. Nghe nói Mạc chân nhân này có bản lĩnh rất lớn, không ngại biểu diễn một chút chứ? Nếu như không có đối thủ, tôi có thể lên xin được anh chỉ giáo. Phu Tiêu, anh muốn khiêu chiến với Mạc Nam? Đời bị mất mặt đi. Em gái ngoan của chị, em nói câu này không đúng rồi. Vu Tiêu là chiến binh số 1, phải là Mạc Nam khiêu chiến với Vu Tiêu mới đúng. Vu Tiêu đây đang là chỉ bảo cho Mạc Nam đó. Tôi cũng không có gì chỉ bảo, cứ để hắn kiểm tra thể lực trước đi. Không có sức mạnh 100 cân 1.000 cân thì không xứng làm đối thủ của tôi. Danh tiếng của Mạc chân nhân ta cũng đã được nghe nói, nhưng chưa có cơ hội gặp vị bổ tôn này. Để tính thân phận của hai vị đại sư đây, ta sẽ cho cậu ta một cơ hội được kiểm tra. Ra tay đi. Đành vậy. Bốp. Đệt còn tưởng là nhân vật này thế như thế nào, mới có 200, sao không nhiều thêm 50 điểm đi? Có phải đã đánh được một con số may mắn rồi không? Một tên nhóc miệng còn hơi sữa mà cũng muốn khiêu chiến với Tiêu ca, đúng là bét. Năng tiểu thư, có phải cô đã nhìn nhầm một tên lừa đảo đưa về đây hay không? Đáng tiếc tôi không thể ra tay rồi, nếu không cả tỉnh Giang Nam này sẽ nói tôi là ỷ mạnh hiếp yếu, như vậy thì không hay đâu. Chuyện này sao có thể. Được rồi, lui xuống hết đi, xem náo nhiệt như thế nào đủ rồi, trận đấu bắt đầu đi thôi. Mạc Nam, anh sao có thể như vậy, thật là quá đáng. Anh sao có thể nên thi cho có lệ như vậy chứ? Cô lúc trước nghĩ cách nhờ tôi đến đây, nhỡ nào thì không quá đáng hay sao? Hơn nữa, cô cũng chỉ nói bảo tôi đến đây gặp một người mà thôi. Bây giờ gặp thì cũng gặp rồi. Chuyện tôi đồng ý với cô xem như đã làm xong rồi. Anh có thể từ chối gia nhập đội đặc chiến. Chuyện này đối với anh chỉ có lợi tuyệt đối không có hại. Bởi vì thứ nó muốn tôi đều có, còn thứ tôi muốn thì nó không thể cho. À tiểu thư, cô đừng lãng phí tâm tư hơn nữa. Với năng lực của Mạc chân nhân, đội đặc chiến Huyền Võ không ai có tư cách thu nhận Mạc chân nhân làm đội viên đâu. Trong trường huấn luyện, tôi, nếu bác Văn muốn khiêu chiến với một chiến sĩ số 1 Phu Tiêu, vị trí thứ hai muốn khiêu chiến với người đứng nhất, có cái trai để xem rồi. Đúng vậy, cả hai người này thật sự đều là những cường giả chân chính, không giống như có một vài người nào đó giả mạo thân phận trà trộn vào đây. Tiêu ca, để người nào đó thấy đi, có vài kẻ không có tư cách để tranh giành với anh. Phu Tiêu mấy năm nay luôn là người tốt nhất ở trong các đội viên dự bị, chắc chắn có thể trở thành đội viên chính thức của đội đặc chiến Huyền Võ. Được rồi, vậy các người bắt đầu đi. Dâm. Mạc Nam, anh nói xem trong hai người này thì người nào mạnh hơn? Lưu Bắc Phan đứng ở vị trí thứ hai mạnh hơn một chút, tư chất cũng không tệ, nhưng Vu Tiêu sẽ thắng. Tại sao? Lưu Bắc Phan kinh nghiệm còn non, chiêu thức tu luyện cũng không phù hợp với hắn. Gần quá đi. Bốp. Trận đấu kết thúc, Vu Tiêu thắng. Thật ngại quá Bắc Phan, vừa lại không cẩn thận đã dùng mất 5 phần sức mạnh. Cậu không sao chứ? Rõ ràng đã dùng toàn lực, lại mặt dày nói dùng nửa sức mạnh, làm người ta bị thương còn bày ra mặt biểu vô sỉ. Chúc mừng Tiêu A Huy. Tiêu A Huy võ đạo, Huy võ bá đạo, quả nhiên không hổ danh là người đứng nhất. Đại hại quá Tiêu ca. Tôi đã nói rồi, năm nay chắc chắn là Tiêu ca của chúng ta giành được ngôi vị quán quân. Trận khiêu chiến hôm nay kết thúc tại đây. Top 50 người đứng đầu tiếp tục giữ lại tập huấn. Những người còn lại sáng sớm ngày mai lập tức rời khỏi đây, các người có thể năm sau lại tới thi. Giáo quan, từ nhỏ tôi đã muốn được gia nhập Bạch Hổ, không biết có thể cho tôi một cơ hội được làm thành viên dự bị hay không? Tôi xin thề nhất định sẽ trở thành người chăm chỉ nhất trong số các đội viên dự bị. Lúc tới đây tôi đã nói rồi, chỉ là tới tham quan mà thôi. Nhân tài giống như cậu vẫn nên ở lại Huyền Võ thì hơn, nếu không lão triệu của Huyền Võ sẽ nói tôi cướp ngài của hắn ta. Giáo quan, xem Mạc Nam thế nào, hắn thật sự là rất lợi hại. Giáo quan, chi bằng mời hắn gia nhập đội đặc nhiệm
chiến bạch đồ đặc chiến bạch hổ đi. Uyên Huyên, con làm đủ loại, con làm loại đủ chưa? Con hôm nay thật sự là khiến bố quá thất vọng. Con đứng ở đây tự kiểm điểm bản thân đi, tới khi biết sai rồi mới được dừng. Nghe nói chỉ huy hạ có hai cô con gái, một cô thì giỏi giang tài ba hơn người, còn một cô thì không lúc nào là không khiến bố mình lo lắng. Xem ra khoảng cách giữa hai người họ rất là lớn. Có phải lúc mang thai cô chị bà mẹ đã truyền hết sự thông minh và tài trí cho cô chị rồi không, nên cô em mới ngốc như vậy? Đây là chuyện gia đình của họ, không nên đến người ta xen vào. Sáng sớm ngày mai sẽ quay về. Uyên Huyên, con vẫn còn chưa nghĩ thông suốt hay sao? Con năm nay đã 23 tuổi rồi, nhưng vẫn giống như là một đứa trẻ mãi không lớn. Xem ra nhất định phải tìm một người quản thúc con mới được. Bố có ý gì? Tối qua Vu Tiêu đã đến gặp ta, hắn nói hắn đảm bảo sẽ đối xử với con thật tốt. Ta muốn trước khi hắn đi báo danh vào đội đặc chiến Huyền Võ, sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa con. Bố nói gì cơ? Bố không thể làm như vậy. Vu Tiêu hắn là loại người gì? Hắn lúc trước vẫn luôn theo đuổi chị con, bây giờ lại quay sang cầu hôn con. Người như vậy mà bố cũng có thể cả con cho hắn được sao? Con không đồng ý. Từ lúc nào con có quyết định hả? Con là con gái của bố, chuyện của con thì phải nghe bố. Con không đồng ý thì cũng phải xuất giá. Dựa vào thành tích của Vu Tiêu, nhất định trở thành thành viên chính thức, tiền đồ vô lượng. Cho nên nếu như kết hôn với hắn thì những ngày tháng sau này của con sẽ không cần phải lo lắng nữa. Con đã hiểu hay chưa? Những ngày tháng tốt của con sợ là những ngày tháng tốt của bố mới đúng. Chỉ cần Vu Tiêu đủ khả năng thuận lợi gia nhập Huyền Võ, vậy một chỉ huy quân đội như bố cũng sẽ tăng cấp vùn vụt, không phải hay sao? Cứng đầu khó bảo. Con nếu như có năng lực, đương nhiên sẽ không ai can thiệp vào chuyện của con. Nhưng con nhìn lại, con có thể làm gì đi? Không gả cho Vu Tiêu thì còn có thể gọi gả cho ai đây? Hay con muốn gả cho tên tiểu tử thối con dẫn về hay sao? Mạc Nam đương nhiên là tốt hơn Vu Tiêu hàng trăm lần. Nếu như có thể, con đương nhiên là đồng ý gả cho Mạc Nam. Tên gia hỏa đó mà cũng xứng với so sánh với Vu Tiêu, con thực sự là càng ngày càng vô dụng rồi. Đến một người mà cũng không thể nhìn rõ. Con nếu như một phần vạn năng lực giống như chị con thôi, ta còn phải nhọc lòng lo lắng cho con hay sao? Từ nhỏ đến lớn, bố lúc nào cũng không cho rằng con không bằng chị. Chị làm gì cũng tốt. Mặc cho con có nỗ lực bao nhiêu, bố vẫn cảm thấy con là mất mặt của bố. Chỉ Huy hạ, năng lực mà bố nói là chỉ cái này hay sao? Dâm, sao có thể? Chỉ một chân, nghe là đến cả Vũ Tiêu cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Con gái của bố, con quả nhiên là không làm bố thất vọng. Con vì sao có thể làm được như vậy? Mau nói cho bố nghe. Ừ, bố thực sự là càng ngày càng hồ đồ rồi. Đến một người cũng không nhìn rõ. Người cho con sức mạnh này chính là Mạc Lam. Mạc Lam, hắn sao có thể? Có gì mà không thể? Hắn chính là Mạc chân nhân ở tỉnh Giang Nam. Năm viên đan dược hắn cho con, sau khi con ăn xong thì liền có sức mạnh như bố đã thấy. Con đưa hắn về đây, vậy mà bố đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Đan dược Mạc Lam đang ở đâu? Bố bây giờ mới hỏi hắn đang ở đâu, không phải là đã quá muộn rồi sao? Con lừa hắn tới đây đã cảm thấy rất có lỗi với hắn rồi. Hy vọng bố đừng tìm hắn nữa. Nếu như khiến hắn tức giận, cho dù là bố thì cũng không đánh nổi, không cho dù là bố cũng không gánh nổi hậu quả đâu. Có hậu quả gì? Đội đặc chiến Huyền Võ chúng ta là vì cả Hoa Hạ, tất cả những gì có đều sẵn sàng hiến dâng. Đây chính là vinh dự. Ngày hôm sau có chuyện gì không? Mạc Nam, hôm qua Huyên Huyên vẫn luôn nói tốt về cậu với tôi. Nghe con bé kể, nó sau khi ăn đan dược của cậu, tu vi lập tức có tiến bộ. Rõ ràng đã dặn cô ta là phải giữ bí mật. Từ hôm qua, cậu biểu hiện không tốt. Tuy hôm qua cậu biểu hiện không tốt, nhưng cậu nếu như có thể lấy ra được một số đan dược, nhất định tôi đảm bảo có thể cùng con gái bảo bối của tôi cùng nhau gia nhập đội đặc chiến Huyền Võ. Tôi còn cho cậu làm con rể của tôi.
Đan dược không nhiều, không thể cho ông. Tôi sẽ không gia nhập đội đặc chiến huyền võ, cũng sẽ không lấy con gái của ông đâu. Cáo từ. Mạc Lam, cậu đứng lại cho tôi. Tất cả những gì chúng tôi làm đều vì, là vì Hoa Hạ. Bản thân cậu lợi dụng bán đan dược để bỏ túi riêng, cậu có còn có lương chi hay không? Cậu có còn có lương tâm hay không hả? Mạc Lam, nếu như trong mắt của cậu còn có đạo nghĩa thì hãy giao nộp đan dược ra đây. Tôi sẽ trao tặng cờ thi đua cho cậu, trao tặng huân chương cho bố mẹ của cậu. Chuyện đó mới cao thượng, vinh quang làm sao. Hạ giáo quan, ông không cảm thấy từ nghĩ được nói ra từ miệng của mình rất vô sỉ hay sao? Ấy Mạc Nam, cậu là đồ súc sinh, cậu còn ở lại đây làm gì? Cậu thì có đan dược gì? Đó là đồ đi trộm hay là đi cướp? Còn không mau giao nộp ra đây. Bớt nói chuyện bạo đồng đi, cút. Tiểu tử này thật là ngông cuồng, thế mà lại dám nói chuyện kiểu đó với Tiêu ca. Tự mình tìm chết ở đây. Anh Tiêu có đánh hắn chết hoặc là tàn phế cũng chẳng sao đâu. Ở đây không đến được tên nhóc như cậu lên mặt với tôi. Tôi nghi ngờ trên người của cậu có mang theo độc dược. Mau giơ hai tay lên, quỳ xuống đầu hàng đi. Dám phản kháng, lão tử sẽ đánh tàn phế cậu. Thật là ồn ào. Bốp. Dầm. Đây cái gì? Tiêu rồi. Tôi chỉ nói một lần, bớt tỏ vẻ thông minh trước mặt của tôi đi. Ông chẳng là cái gì đối với tôi cả. Giáo quan hạ, xương cốt toàn thân của anh Tiêu đều đã bị gãy hết rồi. Ngài nhất định phải làm chủ công đạo cho anh Tiêu. Mạc Lam, cậu quá hỗn sự rồi. Cậu cho rằng biết được vài chiêu võ công thì có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Tôi hôm nay muốn lấy danh nghĩa chỉ huy quân bắt cậu. Xem ra những lời tôi nói ông đều bỏ ngoài tai. Cậu cho rằng thật sự không có ai đánh lại cậu hay sao? Các anh em chuẩn bị xong lên báo thù cho Tiêu ca. Tất cả dừng tay. Là giáo quan Đông Vinh. Giáo quan đến rồi. Lần này tiểu tử kia nếm đủ rồi. Giáo quan, ngài đến giúp đúng lúc. Tên Mạc Nam này gây sự kiếm chuyện ở đây. Hy vọng giáo quan dạy cho tên tiểu tử này một bài học. Tiểu tử này chết chắc rồi. Mạc Lam phải không? Tôi muốn mời cậu gia nhập đội đặc chiến bạch hổ. Phong cậu giữ chức tổ trưởng. Cậu thấy sao? Cái gì? Chỉ cần gia nhập bạch hổ, cậu chính là tổ trưởng trẻ nhất trẻ nhất của chỗ chúng tôi. Quyền lực rất lớn, cũng rất là tự do. Luận về cấp bậc còn cao hơn cả chị. Còn cao hơn chỉ huy hạ đây vài bậc đấy. Giáo quan, ngài làm như vậy có vẻ không phù hợp với quy định. Hắn chỉ là một cậu học sinh, hơn nữa có điểm nào không đúng với quy định? Tôi đường đường là một giáo quan, muốn phong ai làm tổ trưởng còn cần phải thông qua sự đồng ý của một phó chỉ huy chẳng nhau như cậu hay sao? Không dám không dám, thuộc hạ không dám. Mạc Lam, tôi lúc nãy có chút kích động, cậu đừng để ý. Vũ Tiêu kỹ năng chiến đấu không bằng cậu, hắn không xứng với vị trí số 1. Cậu chuẩn bị một chút, buổi chiều chúng ta sẽ quay về đội. Cậu nhất định sẽ là tổ trưởng có tiềm lực đó, có tiềm lực nhất ở đội bạch, có tiềm lực nhất đội đặc chiến bạch hổ. Đợi cậu vào bạch hổ rồi, cậu mới là phát hiện cậu có không ít đối thủ đâu. Có thể một chiêu đánh bại Vu Tiêu, hình như đây cũng là một sự lựa chọn không tồi. À, xin lỗi, tôi sẽ không gia nhập đội đặc chiến bạch hổ đâu. Cái gì? Tên tiểu tử này điên rồi sao? Chỉ cần gia nhập đội đặc chiến bạch hổ thì vinh quang phú quý ông mà hưởng cả đời không hết. Mạc Lam, cậu có thể còn chưa biết quyền lực của một tổ trưởng đó là bất luận là có lợi ích gì tôi đều không tham gia. Ý tốt của ông tôi đã hiểu. Đợi đã Mạc Lam, cậu hãy đi xem thử trước có được hay không, hay là làm cố vấn cho đội đặc chiến cũng được. Cậu có yêu cầu gì thì cứ nói ra. Đội đặc chiến của các người mời không nổi tới đâu. Cứ như vậy mà bỏ đi rồi hay tướng tài khó chiêu mộ. Ha ha, Mạc Lam, anh có mạnh hơn nữa thì vẫn là một người đàn ông. Đàn ông ấy à, đam mê cũng chỉ có quyền lực, mỹ nữ và tiền tài. Hai cái phía trước anh đã không thích, vậy thì quân danh này cũng đóng ở nơi quá hoang vu rồi. Chen chúc trên xe buýt này không cảm thấy mệt hay sao? Tôi biết chuyện đan dược,
Nếu như anh và tôi hợp tác, tôi đảm bảo anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tiêu cả đời cũng không hết. Đan dược của tôi đã có tôi đã có sự tính toán, không cần cô phải đưa ra chủ ý cho tôi. Một đám học sinh bon chen ở trường đại học vài năm, sau đó ra ngoài đi làm cũng bon chen, ngày ngày bị ông chủ mắng, đồng nghiệp tính kế. Đây là những chuyện mà anh muốn hay sao? Anh giữ đan dược nhiều như vậy thì có tác dụng gì? Tôi có thể trả anh 50 vạn một viên, anh có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. Đã nói đủ chưa? Đủ rồi thì cô có thể xuống xe được rồi đấy. Không vừa ý, với giá tôi đưa ra, 50 vạn không đủ, tôi có thể đưa anh 60 vạn, 70 vạn, không phải là tiền thôi sao? Tỷ tỷ, chị cũng thật là kỳ lạ, đại ca đây đã không muốn nói chuyện với chị rồi. Câm miệng, danh con biết cái gì mà nói. Anh nghĩ anh là ai? Đông Vinh chẳng qua cũng chỉ là thấy anh có đàn dược viên mới mà anh vào quân đội mà thôi. Loại người như anh, có nghèo cả đời cũng đáng. Nhìn cái gì mà nhìn? Mới sáng sớm ra đã gặp một kẻ điên rồi. Ôi đẹp, mới sáng sớm ra Phú Nhị Đại đã lái xe đi dạo phố từ sau. Ferrari, BMW, Bugatti, Veyron. Đám Phú Nhị Đại này rốt cuộc là muốn làm gì? Mở cửa mở cửa. Có chuyện gì? Mọi người không cần phải hoảng loạn, chúng tôi là tới tìm người. Không ngờ mình chỉ vừa mới lộ mặt đã có người tới tìm rồi. Thủ đoạn theo đuổi của đám con nhà giàu này đúng là muôn hình muôn vẻ. Nhìn thấy những chiếc xe sang trọng ngoài kia rồi chứ? Nếu như anh muốn có một chiếc, chỉ cần anh bán đan dược cho tôi bây giờ có thể lập tức mua cho anh một con. Nếu như không, cả đời này anh cũng không có còn cả đời này anh cũng không còn được gặp cơ hội nào tốt như vậy đâu. Mạc tiên sinh, ngài thật sự là ở đây? Tôi tới đón ngài. Mạc tiên sinh, cái gì? Tới đón hắn? Tiên sinh muốn quay về nội thành đúng không? Tôi gọi điện cho người anh em Hùng Nhị, biết được tiên sinh đang ở đây, vì vậy tôi không điện trước cho ngài mà đã tới thẳng đây để đón ngài luôn. Cũng được rồi, nhưng lần sau thì đừng làm như này nữa. Kỳ thực tôi cũng không phải là kiểu quá khoa trương, là mà tiên sinh quá khiêm tốn mà thôi. Biết là tới đón tiên sinh nên tôi đã đặc biệt giảm thiểu một nửa số xe. Mà sinh, còn cô ta? Tôi với cô ta không phải là người đi chung một con đường. Trời ơi, đây là đại thiếu gia, tớ để trải nghiệm cuộc sống dân thường hay sao? Phú Nhị Đại bây giờ cũng quá khiêm tốn rồi. Cậu nhìn cô ta đi, thật là mất mặt. Anh được lắm Mạc Lam, dám làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người, tôi nhất định là sẽ bắt anh phải trả giá. Mạc tiên sinh, 100 la dưỡng linh lần trước ngài đưa cho chúng tôi đều đã bán được hết đi rồi. Bây giờ tầng lớp thượng lưu ở tỉnh Giang Nam đều đã biết đến lá tiên. Thị trường bây giờ cũng không đủ cầu, cũng không đủ cầu. Chỉ có nhà tài phiệt đã bỏ ra hơn 1.000 vạn để mua lá tiên. Việc kinh doanh của chúng ta rất là đúng hướng. Yên Não còn chuẩn bị triệu tập các nhà giàu có ở trong tỉnh. Ý của người chính là muốn Mạc tiên sinh nhân cơ hội này lộ diện. Ý của ngài thế nào? Tôi cũng không thể núp mãi ở phía sau mọi người. Vậy thì sắp xếp vào thứ năm tuần này đi. Được, sau khi sắp xếp xong, tôi sẽ đích thân tới đi đón ạ, tới đón ngài. Vậy thì vất vả cho cậu rồi. Không vất vả gì, là chuyện nên làm. Được làm việc cho Mạc tiên sinh là niềm vinh hạnh của tôi. Không biết mảnh ghép luân hồi bàn sau khi tiến hóa thì sẽ như thế nào đây. Nào đây, anh quay về rồi. Mấy đồ mà anh bảo tôi đã đem về, không thiếu một món, anh yên tâm đi. Làm việc khá lắm. Có may mắn nhìn thấy cây đại thụ này có thể tiếp nhận linh khí ngưng tụ ở bên trong cơ thể, thật sự là cơ hội hiếm có. Tôi phải tiếp tục luyện đan, anh cứ tự nhiên. Vậy tôi tự tìm cho mình mấy trò tiêu khiển. Nơi chỗ này nào đồ tốt,
có thể luyện thành pháp bảo phòng ngự. Em mấy móng vuốt này luyện thành lắc đeo tay, chỉ cần lắc tay này bảo vệ sự an toàn cho những người thân trong gia đình, xem như đã cảm thấy yên tâm phần nào rồi. Móng tay lợi cháo này có thể phóng ra sức mạnh cực lớn để bảo vệ người đeo khi người đeo gặp nguy hiểm. Mất thời gian nửa ngày trời mới luyện ra một cái. 8 chiếc lợi cháo này thì có thể luyện ra 8 cái lắc tay, xem ra phải mất thêm vài ngày tu luyện nữa rồi. Ông nội, mẹ, em gái mỗi người một chiếc. Nữ một chiếc cho Mộc Toàn Âm, một chiếc nữa là cho Tử Quỳ. Có điều luyện hóa lục đạo luân hồi tuyệt đối là không thể bị quấy rầy, chỉ có thể từ từ thong thả mà luyện thôi. Phòng tắm, ngày mai phải quay về trường rồi, ra vẻ ngạo mạn cao lãnh hay nào đổi kiểu đi. Mạc Chân Nhân, Mạc Chân Nhân, chúng tôi lại tới là phiền ngài rồi. Mạc tiên sinh, tôi là không mời mà đến, hy vọng ngài sẽ không cảm thấy phiền. Không cần khách khí, ngồi xuống đi. Chuyện Tiên Diệp tiến triển rất là thuận lợi. Qua mấy ngày nữa, Mạc Chân Nhân sẽ có một buổi gặp mặt với các gia đình giàu có. Đến lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn và có thể chính thức vận hành rồi. Mạc tiên sinh, tôi nghe nói ngài dự định trực tiếp định giá bán ra. Về vấn đề giá cả, kỳ thực bản thân tôi thấy thế không được. Linh tiểu thư có ý kiến gì, xin cứ nói. Theo những gì tôi biết, tiên diệp cho dù là dùng để pha trà thì vẫn có hiệu quả không hề nhỏ. Thậm chí vào thị trường trà đạo, so với việc bán không tiên diệp sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Ngoài ra, tôi kiến nghị thành lập hình thức tích điểm, cả thành viên liên quan tới việc sản sinh ra rất nhiều sản phẩm đi kèm. Thì khách hàng chỉ có thể đến một số điểm nhất định mới có thể mua một lượng lớn tiên diệp. Vị Ninh tiểu thư này quả nhiên là không đơn giản, nắm bắt rất rõ tâm lý của khách hàng. Điều quan trọng nhất là có thể giải quyết tình trạng tiên diệp cũng không đủ cầu. Ninh tiểu thư, ý kiến của cô không tồi, xem ra chuyện kinh doanh này phải tính cho cô một phần rồi. À, vậy thì phải cảm ơn Mạc tiên sinh rồi. Mạc tiên sinh, còn về điều khoản chi tiết. Sáng sớm ngày hôm sau, anh đẹp trai có muốn thử chút cảm giác mạnh hay không? Người ngoài hành tinh, cô không chăm chỉ tu luyện đi, sáng sớm đã chạy tới đây làm gì? Đáng ghét. Đặc biệt cho người ta biệt danh xấu xí như vậy. Có chuyện gì thì nói đi, nếu không tôi phải đi học gấp đấy, sắp muộn rồi. Tôi đưa anh tới trường còn chưa được hay sao? Anh thấy tôi hôm nay thế nào? Có khiến bản năng đàn ông của anh trỗi dậy hay không? Có chuyện gì thì mau nói đi. Thật là vô vị. Âm bảng lại có người bỏ tiền ra để mua cái mạng của anh, 150 triệu. Tôi thấy cũng có một chút động lòng. Có thể điều tra ra người đó là ai không? Bây giờ thì vẫn chưa biết. Có điều, anh nếu như có thể dẫn tôi tới gặp mặt các nhà giàu ở tỉnh Giang Nam, tôi có thể giúp anh điều tra một chút. Đừng mơ đi, cô còn muốn giết người ở buổi dạ tiệc của tôi hay sao? Có thời gian thì nghiêm túc tu luyện đi, có chút tu vi mà đi khắp nơi nhận nhiệm vụ lung tung. Không nhận nhiệm vụ thì làm sao có tiền ăn nuôi tôi hay sao? Nhớ, không được đi theo tôi tới buổi dạ tiệc. Anh cắt đứt con đường làm ăn của tôi, vậy thì anh phải chịu trách nhiệm. Cho anh cơ hội bao nuôi tôi cả đời thấy thế nào? Ngoại trừ việc dừng chiếu ra, tôi việc gì cũng có thể làm. Không hứng thú, mau lái xe đưa tôi đến trường. Tôi nhất định là sẽ khiến anh chịu dẫn tôi tới buổi dạ tiệc đó. Trường học, cô giáo, em là này. Quay lại rồi sao, chăm chỉ ôn bài. Cô ấy sao thế? Hân hân, bệnh tình của bố con bắt đầu chuyển biến xấu rồi. Bác sĩ nói mấy ngày nữa cần phải phẫu thuật. Con nói, bố của con đang nguy hiểm. Mẹ, còn thiếu bao nhiêu tiền? Mẹ đã mượn được một nửa rồi, vẫn còn thiếu 200 triệu. Hân hân, bây giờ phải làm sao? Mẹ yên tâm đi, nhất định mấy ngày nữa con nhất định là sẽ gom đủ tiền. Giờ đi đâu mới gom đủ 200 triệu đây? Bác Nam, cậu làm gì mà chậm chạp vậy? Mẹ tôi bảo cậu tới nhà tôi ăn cơm. Ồ, không cần đâu. Bảo cậu đi thì cậu đi đi, hai ngày nay cậu đã không đi học rồi. Mẹ tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu. Thật là rắc rối,
Mẹ mình việc gì phải quan tâm tới cậu ta như vậy chứ? Được, vậy chúng ta đi thôi. Sao mới có mấy ngày không gặp, cậu ta lại như hình như cao thêm rồi, dường như còn đẹp trai hơn nữa. Nhất định là quý bà bao nuôi cậu ta, đã cho cậu ta dùng toàn đồ mỹ phẩm cao cấp, thật đúng là một kẻ vô liêm sỉ. Trương Thiếu và Tử Chiết bọn họ đều đang ở đây, sau khi cậu vào nhà tôi, tốt nhất là bớt nói vài câu đi. Vũ Đồng, cậu tại sao giờ mới về vậy? Vừa nãy bọn họ đang nói về cậu đó. Vũ Đồng, cậu lại gọi cậu ta tới đây làm gì? Tớ không ăn nữa, về đây. Ây dô, cậu xem cậu kìa. Người này không phải là do tớ gọi đến, là mẹ tớ gọi. Cậu ngồi xuống cho tớ. Không phải nói là không phải cùng người thế giới, người không cùng thế giới hay sao? Nhỡ nào phát hiện, mặc long bào cũng không làm mình giống thái tử. Ở trong biệt thự sang trọng thì cũng vẫn là một tên nhà quê, thì liền nghĩ đến Vũ Đồng phải không? Đừng nói là trong căn biệt thự đó làm việc vặt cho phú bà đấy nhé. Được rồi, Mạc Nam tới rồi thì ở lại đi. Các cậu cũng đừng khiến cho Vũ Đồng nhà chúng ta khó xử hơn nữa. Nói cái gì vậy? Ai là nhà của các ngươi? Anh Tuấn Bồi cũng quá đẹp trai đi, không giống người nào đó. Thì Trương bao giờ mới đến? Đúng rồi, Yên Thanh Tư lại ra ca khúc mới thứ hai rồi đấy. Tôi đã nghe thử một đoạn rồi, quả thật là không tồi. Các cậu đã nghe chưa? Để tôi gửi cho các cậu nghe. Mau phát đi, xem có phải là nhạc sĩ Kinh Kinh Hàn hay không. Đương nhiên vẫn là nhạc sĩ đó rồi, Kinh Kinh Hàn. Đây là người cũng quá tài hoa đi, sao có thể sáng tác ra nhiều ca khúc hay như thế chứ? Nếu như tôi gặp được Kinh Kinh Hàn, có thể bảo cô ấy sáng tác giúp tôi một bài hát tốt thì tốt biết bao. Mấy ngày nữa tôi phải tới tìm Yên Thanh Tư hỏi mới được. Cô ta chắc chắn là biết Kinh Kinh Hàn ở đâu. Đến lúc đó chúng ta cùng đi gặp cô ta, chắc chắn có thể nhờ cô ta viết cho giúp một bài hát. Thật vậy sao? Anh đừng nói em đó, nếu không em sau này sẽ không thèm để ý tới anh nữa. Anh Tuấn Bồi tốt nhất nha. Mạc Lam, cậu cũng chưa nghe phải không? Tôi phát bài hát mới của Yên Thanh Tư cho cậu nghe nhé. Không cần đâu, đợi khi nào chính thức phát hành tôi nghe cũng được. Thật là lãng phí ý tốt của người khác, có vài người thật sự là không đáng được cảm động, đồng cảm. Cậu ta tại sao lại biết bài hát mới tên là Vô Phong? Bố của Lâm Vũ Đồng, Lâm Kim Minh, một trong những tứ đại thiếu gia ở Giang Đông. Trương Tuấn Thiên, Giang Đô, Trương Tuấn Thiên. Anh nói chuyện gì với chú Lâm mà lâu vậy? Còn không phải là vì chuyện của em hay sao? Chú Lâm Thiên, chào chú Lâm, chào anh Thiên. Ngoan ngoan, ngồi đi ngồi đi. Chú Lâm, gọi điện cho mẹ con đi, hỏi bà ấy bao giờ thì về. Có khách quý đến, bảo bà ấy đi mua chút đồ. Làm gì mà đi lâu như thế? Ây à, mẹ chắc là vì một vài chuyện ở trường nên mới về trễ. Một lát nữa mẹ sẽ về thôi. Mẹ của Vũ Đồng chính là như vậy. Lương của một phó hiệu trưởng có được bao nhiêu đâu, còn ngày ngày bận đủ mọi việc. Tôi khuyên bà ấy từ trước đi, nhưng mà nhất quyết là không. Để cậu phải đợi lâu, thật là thất lễ quá rồi. Hai nhà chúng ta việc gì mà phải khách khí với nhau? Đúng rồi, lần này đến đây tôi có mang theo đồ tốt. Đợi mẹ của Vũ Đồng về rồi sẽ lấy ra cho mọi người cùng xem. Ây da, anh Thiên, anh đừng khiến bọn em tò mò như vậy chứ. Dì Đàm về rồi, phó hiệu trưởng Đàm về thì về thật đúng lúc. Dì Đàm, đưa đồ cháu cầm giúp. Đã như vậy dì mua thứ gì vậy? Vẫn là tiểu Nam ngoan, dì mua một vài món ăn vẫn còn nóng. Mẹ mẹ tối nay làm gì mà lâu như vậy? Chính là vì cô giáo An muốn xin nghỉ, ta nói chuyện với cô ấy mà thôi. An Ngữ Hân muốn xin nghỉ, cô ấy hôm nay cả ngày đều không có tinh thần. Nếu không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Anh Thiên, phó hiệu trưởng Đàm đã về rồi, giờ có thể tiết lộ món đồ của anh là gì được chưa? Mọi người có lẽ đều biết, dạo gần đây tỉnh Giang Nam chúng ta nổi lên một nhân vật tên là Mạc Chân Nhân. Đương nhiên rồi, đại nhân vật như vậy bọn em sao có thể không biết. Mấy ngày nay ở các danh gia vọng tộc có truyền tay nhau một tin tức về một món đồ, đó chính là linh thủy do Mạc Chân Nhân luyện chế. Chỉ cần uống một hớp thôi thì có thể khiến cho tinh thần người ta phấn chấn lên rất nhiều.
còn có thể bài tiết độc tố ở trong cơ thể, khôi phục thị lực, tiêu tan mệt mỏi. Có nước thần kỳ như vậy hay sao? Anh có anh hôm nay có mang tới linh thủy tới đây, để lát nữa em uống là sẽ biết thôi. Đây là anh đặc biệt nhờ anh hai để dành cho để dành lại cho em. Yên tâm đi, mọi người cũng có phần. Người từng dùng qua bảo bối này, đầu óc sẽ trở nên vô cùng minh mẫn. Mọi người sắp thi rồi, vừa hay đây cũng là lúc cần dùng nó. Nói như vậy, thứ đồ này há chẳng phải là rất đắt hay sao? À, không đắt, chỉ có khoảng hơn 20.000 mà thôi. Qua 2 ngày nữa, Mạc Chân Nhân sẽ có một cuộc gặp mặt các nhà giàu ở tỉnh Giang Nam. Đến lúc đó, còn có số lượng nhiều hơn. Chuyện này tôi cũng biết. Đây là dạ tiệc đệ nhất Giang Nam. Đáng tiếc tôi không đủ tư cách để tham gia. Nghe nói Hào gia vọng tộc được mời ít nhất là cũng phải có 300 triệu. Vị Mạc Chân Nhân này quả thực là nhân vật tay to mặt lớn. Trời ạ, à, bọn em còn muốn đi xem thử. Xem ra không có cơ hội rồi. Dạ tiệc được tổ chức ở Thủy Thượng Mỹ Thực, ở bên bờ hồ Hồ Nam. Vừa hay là bạn của tôi mở. Nó không chừng tới lúc đó, có thể để các em tới đó nhìn một lát. Thật vậy sao? Thế thì quá tốt rồi. À, chỉ là có thể thôi. Thiệp mời của anh cũng chỉ có thể dẫn theo một người mà thôi. Đến lúc đó rồi tính. Tuấn Bồi, em tới chia linh thủy cho mọi người đi. Nhận đấy. Ayo, thật ngại quá, chia hết mất rồi. Lúc tôi tới đây, tôi đã dự trù nhiều như vậy. Nhưng không ngờ còn có người ngoài tới đây làm khách. Tôi chưa kịp chuẩn bị. Cậu sẽ không để ý chuyện này đúng chứ? Linh thủy của anh Thiên là đồ quý giá, không phải ai cũng được uống đâu. Mạc Lam, cháu uống của gì đi? Mẹ, sức khỏe của mẹ vốn không được tốt, mẹ nên giữ lại cho mình đi. Nhưng gì làm gì uống đi, lúc trước cháu đã uống rồi. Cháu còn có chuyện, cháu xin phép về trước. Rõ ràng là một chuyện rất vui, nhưng chỉ vì cậu mà mọi người ai nấy đều cảm thấy không thoải mái. Tên Mạc Nam này còn vọng tưởng đuổi theo Vũ Đồng nhà chúng ta, thật đúng là đồ không biết trời cao đất dày. Có Bồi Thiếu ngồi đây, cậu ta cũng nên biết bản thân của mình còn kém xa con gái ta tới đâu. Nếu đã là linh thủy, vậy chúng ta cùng cạn ly nào. Được nào, cạn ly. Tiểu Nam đợi đã. Dì Nam, sao dì đã ở đây? Xịt. Tiểu Nam, linh thủy này cháu uống đi. Dì Nam, đa tạ dì, nhưng cháu thật sự là uống rồi. Linh thủy này dì uống sẽ tốt hơn. Tiểu Nam, ta thật sự xem cháu như là con ta. Ta đã hứa với mẹ của cháu nhất định là phải chăm sóc cháu thật tốt. Ngoại trừ để cháu được vào trường trung học Thủ Đức ra thì cũng không giúp được thêm gì cho cháu. Đáng tiếc dì không có 200.000, nếu không đã có thể mua cho cháu một trang linh thủy rồi. Nếu như những gì bọn họ nói đều là thật, hy vọng linh thủy này có thể giúp cháu đột phá, thi đỗ một trường đại học tốt. Như vậy là dì Đàm thấy an tâm rồi. Dì Đàn, ân tình này của dì cả đời này cháu cũng không quên. Mạc Nam, cậu đang làm cái gì đấy hả? Mạc Nam, cậu biết cơ thể mẹ tôi vốn đau ốm, thế mà còn cướp đi linh thủy của mẹ tôi. Vũ Đồng, con hiểu lầm rồi. Đây là mẹ muốn tặng cho Mạc Nam. Con mau trả lại cho mẹ đi. Mẹ tại sao vẫn còn bao che cho cậu ta? Mạc Nam, không ngờ cậu lại là con người như vậy. Mẹ tôi đối xử với cậu tốt như vậy, cậu còn là người hay không hả? Yêu cầu cậu nói chuyện tôn trọng người khác, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ cướp bất kỳ thứ gì của dì Đàm. Đúng rồi, đây là linh thủy người ta tặng cho mẹ. Mẹ muốn cho ai thì cho, mẹ muốn cho ai thì cho. Con trả trả đồ lại cho mẹ. Mẹ, vậy mà mẹ lại la con. Mẹ bị cậu ta lừa rồi. Cậu ta là loại người gì? Con là người rõ nhất. Cậu ta hôm nay đừng hòng uống được linh thủy. Mẹ, nếu như mẹ đã hồ đồ như vậy thì đừng mơ hồ uống linh thủy này. Vũ Đồng, con muốn làm gì? Con đổ linh thủy này đi. Hơn nữa là để cho Còn hơn là để Mạc Nam uống. Bốp. Bà tay này là tôi đánh thay cho dì Đàm. Dì ấy không hề hồ đồ, ngược lại còn hiểu rõ chuyện thị phi hơn cô. Dì Đàm, ở đây có ba lá tiên linh, so với linh thủy thì còn tốt hơn gấp mười mấy lần. Dì cầm lấy đi. Vòng tay này cháu tặng cho dì, nó có thể bảo vệ dì được bình an. Nhớ là mỗi ngày đều phải đeo nó.
Đi làm dì yên tâm đi, cháu rất tốt. Cháu không có học thói hư tật xấu. Cháu nhất định sẽ thi đỗ một trường đại học thật tốt. Bao lâu nay sự chiếu cố chăm sóc của dì, cháu vẫn luôn cảm kích trong lòng. Sau này dì có bất kỳ chuyện gì đều có thể tới tìm cháu. Cháu nhất định là sẽ tận lực giúp dì. Giờ cũng không còn sớm nữa, cháu về trước đây. Tạm biệt. Tiểu Nam, Tiểu Nam. Thứ sáu. Có chuyện gì? Mạc Nam, cậu làm anh trai kiểu gì đấy? Nghĩa là không biết hôm nay là sinh nhật của Tử Quý hay sao? Cô ấy sáng sớm thức dậy, trong lòng đã cảm thấy không vui rồi. Hôm nay vậy mà lại là sinh nhật của Tử Quý. Nha đầu này tại sao lại không nói cho mình biết? Tôi biết rồi, cậu nói với cô ấy, tôi sẽ tới đón cô ấy đi chơi. Vừa hay hôm nay là buổi gặp mặt của các gia đình giàu có, nên cô ấy tới Yên Thực chơi một lát. Người này có chút quen quen. Anh đẹp trai, đi chơi sao? Tôi nghĩ bên cạnh anh nhất định là thiếu một mỹ nữ. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không dẫn cô đi đâu. Ây da, anh trước tiên cứ lên xe đi, tôi đưa anh qua đó. Ấy, có tin mới từ ám bảng, anh có muốn nghe hay không? Ám bảng ra giá thế nào, có bao nhiêu người nhận nhiệm vụ này? Buổi dạ tiệc đêm nay, anh dẫn người ta đi cùng đi mà. Tôi không có ở đó. Những tên sát thủ đó nhất định là sẽ làm hỏng chuyện tốt của anh. Cho dù tôi có không đồng ý, thì cô chắc chắn là cũng vẫn sẽ tìm cách tới đó thôi. Vậy đi, xem biểu hiện của cô thế nào đã. Đa tạ chủ nhà đại nhân. Chủ nhà đại nhân là tốt nhất. Vậy người ta đi trước đây, đừng quên thời gian hẹn, tối nay gặp nhau nha. Anh Mạc Nam, anh tới rồi. Hôm nay em mặc rất đẹp, đâu có. Tô Tô không đi cùng em sao? Cô ấy nói phải ôn tập. Em có phải là làm trễ thời gian học bài của anh? Không có đâu, đi thôi, anh dẫn em đi chơi. Tối nay anh sẽ đưa em tới một nơi rất vui. Mạc Lam, nơi tốt mà anh nói rốt cuộc là nơi nào? Hôm nay là sinh nhật của em. Sao có thể không ăn mì trường thọ cơ chứ? Tối nay anh sẽ đích thân xuống bếp làm mì cho em. Wow, cảm ơn anh Mạc Lam. Nhà hàng mỹ thực bên hồ. Viên Gia Mì muốn đảm bảo chắc chắn buổi yến tiệc lần này ở Giang Nam được tiến hành thuận lợi, đặc biệt phong tỏa khu vực này rồi, chỉ có người nào có thiệp mời mới được tham gia vào. Từ Thiếu ở Giang Đô quả nhiên là không phải hữu danh vô thực, một khi ra tay thì có thể kiếm được nhiều thiệp mời như vậy. May mà anh trai tôi có chút giao tình với Phong thiếu gia của Yên gia, nếu không không có cái thân đáng giá 300 triệu thì tuyệt đối không thể bước vào thành mỹ thực này đâu. Mỹ thực bên Hồ Nam, cậu nhìn thấy thì sao? Mạc Nam, không phải chứ, lại là tên xui xẻo đó sao? Người ở đây ai nấy đều là giàu sang phú quý, một kẻ như hắn sao có thể trà trộn vào đây? Chuyện này thật là vô lý, tôi không xem cũng không xem đây là nơi nào. Mạc Nam, cậu đứng lại cho tôi. Có chuyện gì? Cậu tới đây làm gì? Cậu có biết đây là nơi nào hay không? Liên quan gì đến cậu? Đây không phải là nơi mà cậu nên đến. Tôi nếu như không thể đến thì không ai có thể đến. Yo, đúng là đồ mặt dày. Tôi thấy cậu là vì Ninh Thủy nên mới bỏ yến tiệc này. Không nhìn ra còn đang ôm chân phụ nữ đấy. Đến Lương Tiểu Quỳ cũng bị cậu lôi kéo rồi. Vào trong thôi, không cần đếm xỉa tới họ. Cậu, tên Mạc Nam này không chỉ suốt ngày quấn lấy Vũ Đồng, thế mà bây giờ tới bây giờ còn giả trò lừa bịp. Anh trai mình là một trong tứ đại thiếu gia ở Giang Đô, muốn chỉnh chết cậu ở đây vốn là chuyện chẳng khó gì. Những người đến đây đều là nhân vật lớn, sau khi xem hắn đắc tội với những người này rồi còn vênh váo được nữa hay không? Tớ xem hắn không có thiệp mời thì làm thế nào mà vào trong đây? Mời vào. Ở đây hào hoa trắng lệ như vậy,
Anh dẫn em theo thật sự là không sao chứ? Có anh ở đây, em còn sợ, em còn gì phải sợ? Chuyện này sao có thể, hắn có thiệp mời. Thiệp mời này không phải, người có 300 triệu mới có tư cách nhận được hay sao? Hắn tại sao cũng có? Dám chắc là hắn đi theo bà già giàu kia rồi. Hay đừng vì loại người này mà làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng mau vào trong đi. Anh Mạc Lam, chúng ta ở đây dùng bữa thật sự không sao ấy chứ? Đương nhiên là không sao rồi, em chính là chủ nhân của bữa tiệc này, em muốn ăn gì cũng được. Vậy em muốn được ăn bánh sinh nhật. Rõ tiểu thư. Đừng ăn quá nhiều, em còn phải ăn mì trường thọ do anh làm đó nữa. Nhìn thấy cửa vào nhà bếp rồi chứ? Anh sẽ tới đó nấu mì rồi đem tới đây cho em. Mạc Nam đâu? Lại là đám người này. Các người tìm anh Mạc Nam làm gì? Cô có bị thần kinh hay không? Còn gọi hắn là anh Mạc Nam. Hắn đã dùng thủ đoạn gì khiến cô mê mộ đầu óc như vậy? Em gái nhỏ à, lớn lên xinh đẹp như thế này, đi cùng loại người khốn kiếp như Mạc Nam, mắt của em có phải là bị mù hay không? Hắn đâu? Bọn chị muốn tìm hắn. Không thể để bọn họ tìm thấy anh Mạc Nam được, bọn họ nhất định là sẽ kiếm chuyện với anh Mạc Nam. Ấy, cô thích chết có phải không? Tôi hỏi cô, sao cô không trả lời? Cô có thể chưa biết, Mạc Nam hắn là một tên năng nhăng, lúc đầu cố sức theo đuổi tôi, sau đó lại đi theo đuổi Yên Thanh Tư, bây giờ là được một phú bà bao nuôi. Tôi và anh Mạc Nam không phải biểu quan hệ đó. Cô không chăm chỉ học hành, thế mà lại còn đi theo một tên khốn kiếp như Mạc Nam. Cô không cảm thấy có lỗi với ông nội đã mất của cô hay sao? Cô vốn dĩ không hiểu gì về ông nội tôi, càng không hiểu gì về anh Mạc Nam. Yêu cầu cô đừng xúc phạm anh Mạc Nam. Tôi chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Cô sẽ chẳng có tiền đồ gì nếu như đi cùng Mạc Nam, càng không có nửa điểm lợi ích gì. Mau tỉnh táo lại đi. Các người đừng nói nữa, tôi tin anh Mạc Nam. Ha ha, đúng là một cô nhóc ngây thơ, rơi vào bẫy rồi mà cũng không biết. Mau nhìn kìa, tứ đại thiếu gia của Giang Đô họ cũng tới rồi. Là tứ thiếu Giang Đô ấy, tại sao chỉ có ba người? Trương Tuấn Thiên, Lưu Đông, Dương Thần Giật. Nhìn Diệu Phong của Yên gia đoán có lẽ vẫn ở trong đội. Có thể 13 trong 4 người tới đã được xem là lợi hại lắm rồi. Xin lỗi, dường như là nhường được một chút. Anh Tuấn Thiên, tên tiểu tử Mạc Nam đó trà trộn vào đây sao? Anh Tuấn Thiên, Mạc Nam không chỉ tới còn dẫn theo con bé xấu xí này. Lúc trước tôi nể mặt Lâm gia nên mới không so đo tính toán với hắn. Bây giờ hắn lại dám xuất hiện ở đây, đúng là thích chết. Hắn đang ở đâu? Không biết. Nói Mạc Nam đang ở đâu? Sạt. Hắn có lẽ đang ở trong nhà bếp. Mọi người cứ ở đây, để em đi tìm hắn. Mạc Nam, cậu quả nhiên là ở đây. Cậu tới đây làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa lương tiểu quỷ ra một chút. Lừa dối một cô bé cậu thấy vui lắm hay sao? Còn nghĩ tại sao cậu có thể vào đây? Hóa ra là một tên tạp vụ trong bếp, còn muốn làm nhục người ta. Xem ra một cái bạt tai vẫn không đủ cậu làm tỉnh táo, vẫn không đủ làm cậu tỉnh táo lại. Cậu vậy mà còn dám nhắc lại. Lâm Vũ Đồng, cậu có tận mắt nhìn thấy tôi lừa dối lương tiểu quỷ hay không? Tôi, cậu hiểu được bao nhiêu mối quan hệ giữa chúng tôi? Cậu có thể bỏ cái nhìn phiếm diện của cậu một giây thôi, nhìn thẳng thắn con người đang đứng trước mặt của cậu, như vậy không được hay sao? Cậu muốn làm gì? Cậu đừng hòng cướp chuyện ở đây. Cậu chỉ dựa vào cách nhìn hạn hẹp phiếm diện đó của cậu mà thôi để tự phán xét đúng không? Có phải bởi vì cuộc đời này của cậu diễn ra quá suôn sẻ nên cậu mới như vậy?
Cũng tới lúc phải để cậu chịu đựng một chút. Cũng tới lúc phải để cậu chịu đựng một chút đả kích rồi. Mạc Lam, cậu đừng tưởng trốn trong bếp thì tôi không tìm ra cậu. Nếu như cậu còn muốn sống yên ổn ở thành phố này, sau này nhìn thấy bọn tôi thì phải tự biết nhường đường, đã hiểu hay chưa? Chỗ ở đâu chạy loạn tới đây sổ vậy? Chán sống rồi mà, lão tử hôm nay phải phế cậu. Mạc tiên sinh. Ồ, Linh tiểu thư, cô tại sao lại ở đây? Mạc tiên sinh, buổi yến tiệc này sắp bắt đầu rồi, mời đi theo tôi. Tại sao Linh tiểu thư lại phải đối đãi khách sáo như vậy với Mạc Nam, lẽ nào? Không, chuyện này không thể nào. Mạc tiên sinh, bọn họ là... Không cần để ý đến bọn họ, cô mau đi đi. Yên não, Hùng gia, bọn họ tới rồi. Ấy, sao chỉ có 9 người, Mạc chân nhân đâu? Một tên phụ bếp mà cũng dám ngồi ở đây, thật đúng là đồ mặt dày. Còn dõng dạc tuyên bố với mình sẽ khiến mình chịu một cú đả kích. Mạc Lam, cậu chẳng qua chỉ là một tên khốn kiếp, nghĩ bản thân có thân phận gì? Bọn họ đều đang ngồi ở phía trước. Đợi Mạc chân nhân xuất hiện rồi, chúng ta sẽ có cơ hội kết thân với Mạc chân nhân. Tới lúc đó đem hai con chuột chắt này tống ra ngoài. Cảm ơn các vị đã tới tham dự buổi tiệc hôm nay. Tôi biết mọi người đều rất mong đợi được gặp mặt chân nhân. Kỳ thực mặt chân nhân sớm đã tới đây rồi. Hơn nữa còn đang ngồi ở trong số mọi người. Còn đang ở đây. Cái gì? Mặt chân nhân đang ở đâu? Mặt chân nhân khiêm tốn như vậy sao? Hắn rốt cuộc là đang ở đâu? Tiếp theo, mặt chân nhân muốn đích thân Johnny Linh Tiểu vào kim tự tháp này. Linh Tiểu, đó đều là Linh Tiểu. Mọi người trật tự, Linh Tiểu đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ hãy dùng những tràng vỗ tay náo nhiệt nhất của chúng ta để đón chào Mạc chân nhân. Trời ơi Vũ Đồng, tớ kích động quá đi, Mạc chân nhân đâu? Em ngồi đây để anh một lát, anh sẽ sớm quay lại thôi. Mạc Lam, cậu định làm gì? Mau ngồi xuống đi đồ ngốc, cậu cũng không nhìn xem một chút đây nào đâu. Cậu muốn hại chết chúng ta hay sao? Tất cả mọi người đang nhìn kìa. Tôi chính là Mạc chân nhân. Mạc chân nhân mời đi bên này. Cô ta vừa nãy mới gọi cậu ta là gì? Mạc chân nhân, Mạc chân nhân, tham kiến Mạc chân nhân. Hoan nghênh Mạc chân nhân. Không, không thể nào. Hắn sao có thể là Mạc chân nhân? Tôi không phải là đang nằm mơ đó chứ? Cũng tới lúc cậu nên nhận chút đả kích rồi. Chính là chỗ này, mời vào trong. Trời ơi, quả nhiên là biệt thự hào hoa. Vũ Hòa nói chẳng qua xem cậu như là một món đồ chơi mà thôi. Cậu như vậy thì có thể bước chân vào lớp xã hội thượng lưu hay sao? Cậu mau tỉnh lại đi. Cậu muốn so sánh với Tử Chiết, thậm chí còn muốn so sánh với Trương Thiếu, nhưng cậu không nghĩ xem người ta có thân phận gì. Cậu có muốn so sánh cũng không so nổi, vốn dĩ đã là người của hai thế giới khác nhau. Cậu dựa vào địa vị của người khác sống như vậy thật là thấy mệt hay sao? Mông Tử Chiết, Trương Tuấn Bồi trong mắt của cậu vốn dĩ không xứng đáng đặt ngang hàng với tôi. Con chính là có đem đổ linh thủy cũng không cho Mạc Lam uống. Chúng ta cuối cùng vẫn là người thuộc về hai thế giới khác nhau. Hóa ra những gì cậu ta nói, mình và cậu ta là người của hai thế giới, chính là ám chỉ những giây phút này. Lúc trước chúng ta đối xử như vậy với Mạc Lam, lần này thì tiêu rồi. Quá ngu xuẩn, mình quá là ngu ngốc. Thật đúng là không nên gặp Lâm Vũ Đồng, vì ở tận tiện nhân này mà mình đã đắc tội với Mạc chân nhân. Đợi đã, bọn ta vừa nãy còn nhờ anh Tuấn Thiên gây rắc rối cho hắn. Tiêu rồi, tiêu rồi, mình tại sao lại ngu như vậy chứ? Đã đi đắc tội với Mạc chân nhân, ở trước mặt Mạc chân nhân mình chả là cái thá gì. Thế này thì chết chắc rồi. Mạc chân nhân lại trẻ tuổi như thế hay sao? Thật là ngạc nhiên. Ha ha, không ngờ tới. Đúng là một nhân tài của nước nhà. Mạc chân nhân có thể sánh được với Tiêu Thiên Tuyệt về sắc đẹp đấy. Con gái ngoan nhìn họ đi. Người đã ra đằng trước, đã ra đằng trước rồi. Con cũng ra đằng trước đi thôi. Cảm ơn mọi người đã nể mặt.
Hôm nay là sinh nhật của em gái tôi. Ý đầu tiên này là dành cho nó. Hy vọng em gái của tôi luôn trẻ đẹp, cả đời hạnh phúc. Em gái của Mạc Chân Nhân ở đâu cơ? Lương tiểu thư, đây là linh tỷ của cô. Cảm ơn nhé. Lương tiểu thư, con nhỏ mà đã xinh đẹp như thế này rồi, với nhan sắc này, lớn lên chắc chắn là sẽ làm cả tỉnh Giang Nam phải giật mình. Xem ra tiểu thư Yên gia có đối thủ rồi. Tiểu Quỳnh, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn Mạc Nam đại ca. Lương tiểu thư, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Tôi là Dương Thần Giật. Đây là quà sinh nhật tôi tặng cô. Không sao đâu, người ta tặng em cứ nhận đấy. Dương Thần Giật là tên xảo, là tên gian xảo. Nghĩ đến chuyện tặng quà đầu tiên, chắc chắn là đang định bợ Mạc Chân Nhân. Ngày bình thường Mạc Chân Nhân đều không nhận quà, đây là cơ hội khó gặp đấy. Lương tiểu thư, sinh nhật vui vẻ, món quà nhỏ này mong cô không chê. Lương tổng, cô chẳng có chút thành ý nào cả. Sinh nhật vui vẻ, miếng ngọc bội này là lần trước tôi xin được, tôi đấu giá được, xin hãy nhận lấy. Lương tiểu thư, chìa khóa xe này tôi có tội, chìa khóa xe này cô hãy nhận đi. Tôi tặng cô một chiếc xe, xin đừng khách khí. Nhiều quà thế này phải mất bao nhiêu tiền đây? Tiểu quỳ qua bên này nào. Mạc Nam ca ca. Là ai làm thế? Ta hỏi lại lần nữa, là ai làm? Không phải là tôi làm, là Trương Tuấn Thiên. Con mẹ nhà cô. Là hắn làm sao? Lại là mày. Đúng đúng vậy, là tôi. Không phải, chỉ là rách một mảnh thôi sao? Bao nhiêu tiền? 50 vạn đã đủ chưa? Tay nào đã xé áo, tay nào đã xé áo thì phế tay đó. Mày đừng có quá đáng. Cùng lắm là tao đền cho mày 100 vạn. Bấy nhiêu đủ rồi chứ? Thật là bất hạnh. Tiệc rượu cái gì chứ, lão tử không tham gia nữa. Ta vẫn chưa cho phép người, mà ngươi lại muốn đi đâu? Thiên tâm chỉ. Xẹt. Lão gia tử là thiếu gia của Giang Đô này, mày dám đánh gãy chân của tao, mày chết chắc rồi. Cho tan gia bại sản, tao cũng phải sẽ mời người trong ám bảng để tới giết mày. Cơm miệng chó của mày đã nghe trước đi. Nếu mày muốn tan gia bại sản thì tao sẽ thành toàn cho mày. Từ hôm nay Giang Đô này không còn Trương gia nữa. Không ngờ Trương gia lại hèn hạ vô sỉ như vậy. Dự án công trình của nhà họ Trương tôi không tham gia nữa. Dương Thần Giật tôi đứng về phía của Mạc Chân Nhân. Tập đoàn Hưng gia của tôi cũng sẽ không cung cấp nguyên liệu cho Trương gia nữa. Anh có thể kiện tôi hủy hợp đồng, tiền bồi thường hợp đồng tôi sẽ trả đủ. Ngày mai tôi sẽ phái người ký hợp đồng với xưởng chủ mới của mảnh đất này. Tôi không bán nữa, vật liệu cậu để ở đó lập tức nuôi đi đi. Hôm nay Trương gia gieo gió gặt bão, không cần ở lại Giang Đô năn nộn nữa. Viên gia chúng tôi từ trước đến nay luôn đứng ở phía của Mạc Chân Nhân vô điều kiện. Mạc Lam, tao phải giết mày, đi chết đi. Muốn chết. Chết. Dâm. Đừng đến đây. Không phải là mày cao thượng lắm sao? Không phải là mày thích nói đạo lý lắm sao? Sao bây giờ không nói? Dâm. Thế còn cô, thường ngày không phải là mồm miệng hết sức là lãnh đạo hay sao? Sao bây giờ không chửi bới ta nữa đi? Mạc Lam, tôi xin lỗi, cậu đã cứu chúng tôi ở trường đua. Tôi thật không nên nguyền rủa cậu. Đêm sinh nhật của Vũ Đồng, tôi cũng chỉ là vô ý nói những câu đó. Xin Mạc Chân Nhân tha thứ. Bốp.
cút đi cho khuất mắt ta. Lâm Vũ Đồng: Mạc Lam, tôi... Yên tâm, tôi sẽ không đánh cô. Những lời cô nói với tôi đều sai, nhưng vẫn có một lời là đúng. Đó là hai người chúng ta không cùng chung một thế giới. Tôi sẽ tha thứ cho cô lần này, nhưng đây cũng là lần cuối cùng. Kể từ bây giờ chúng ta không còn quen biết. Hóa ra ngay từ đầu chúng ta đã ở hai thế giới khác nhau rồi. Tầng cao nhất của nhà hàng nổi. Những nhân vật chủ chốt. Sự việc của Trương gia đã giải quyết xong rồi. Do đại sảnh có vấn đề không ổn nên sụp đổ. May mà hầu như tất cả mọi người đều đã được sơ tán đi. Trương gia có tham vọng rất lớn. Họ chắc chắn là sẽ quay lại báo thù. Mặc chân nhân ngày thường là phải cẩn thận. Dương thần này quá thích thể hiện. Hắn sợ mặc chân nhân không biết từ hắn hay sao. Hắn nói cái gì mà không biết. Mặc tiên sinh, kế hoạch này cần phải thảo luận. Có thể tăng doanh số bán hàng. Bằng cách này mở ra hình thức điểm tích lũy tiêu thụ. Khách hàng tiêu phí chưa tròn 1 năm thì không có khả năng mua được tiên diệp. Cứ như vậy đi, mua tiên diệp nên không chỉ cần có tiền tài, còn cần có tích lũy thời gian. Điểm tích lũy có thể chia thành các cấp bậc khác nhau. Ví dụ như 100 vạn điểm có thể mua được tiên diệp, 50 vạn điểm có thể mua được ninh tiểu, còn ninh thủy thì 20 vạn. Ngoài ra cũng có thể hợp tác với các doanh nghiệp khác. Thế như có người bỏ thêm 100 vạn vào các trung tâm thương mại hiển thị thì người đó có thể có tư cách mua tiên diệp. Mọi thứ đều đã thảo luận và có 3 điều cần mặc chân nhân chốt lại. Thứ nhất là tên của tập đoàn. Lấy tên là Thanh Tuyền đi. Thanh là tên của mẹ ta, Tuyền là một thứ rất quan trọng với ta. Vậy theo ý của Mạc Chân Nhân, tập đoàn này tên là Thanh Tuyền. Vấn đề thứ hai là chúng tôi cùng ngài hợp tác. Ngài muốn chuyển nhượng lại bao nhiêu phần trăm? Các người tự chọn một con số đi. Tôi nghĩ rằng Mạc Chân Nhân có thể trích ra 15% thì chúng tôi có thể phát triển tập đoàn tốt hơn. Việc buôn bán tiền diệp này vô cùng có lợi. Không biết là Mạc Chân Nhân có thể cho chúng ta bao nhiêu. Tập đoàn do cho mọi người tôi rất là yên tâm. Mong mọi người sớm vận hành tập đoàn. Tôi sẽ chia cho mọi người 30%. 30%? Mạc Chân Nhân, ngài đang nói thật hay là tôi đang nằm mơ vậy? Đây không phải là hàng trăm triệu mà là hàng chục tỷ. 30% mà Mạc Chân Nhân, ngài đang nói thật chứ? Mọi người không thấy sao? Mạc Chân Nhân không phải là nói hai lời hẳn là thật rồi. Đương nhiên là thật. Vấn đề thứ ba, Mạc Chân Nhân, tiên diệp này có thể tiếp tục duy trì sản lượng hay không? Nếu đã thành lập tập đoàn rồi, tiên diệp có cần phải phái người tới chăm sóc hay không? Mạc Chân Nhân, giao cho tôi đi. Tôi có kinh nghiệm, tuyệt đối là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tên này cũng có phần quá nóng ruột rồi đi. Chuyện sản xuất tiên diệp cực kỳ nhạy cảm, cậu tự nhiên nhảy vào cái đó làm gì? Tiên diệp tôi sẽ cử người chuyên môn phụ trách. Bên phía tập đoàn chỉ cần phụ trách vận chuyển là được rồi. Nhưng... Bước tiếp theo của tập đoàn là tấn công phương Bắc, thâm nhập thị trường Yên Kinh. Chuyện này nhất định là phải trong vòng 1 năm phải thành công. Tuân lệnh Mạc Chân Nhân. Kết thúc hội nghị. Anh Mạc Lam, anh quay lại rồi. Anh mau nhìn sợi dây chuyền này đi. Còn có cả chìa khóa xe nữa. Đều là đồ đắt tiền. Chúng ta mang trả bọn họ đi. Người quỷ, mấy món quà này là ai tặng em? Để em tìm. Là Dương Thần Giật. Dương Thần Giật, tứ thiếu gia Giang Đô. Món quà này có thể đưa cho anh hay không? Anh Mạc Lam muốn thứ gì cũng được à? Sau này hãy tới ở cùng với anh. Hả? Sống chung? Em tốt hơn, vẫn nên ở cùng Tô Tô thì tốt hơn. Nghe anh đã nói sẽ chăm sóc em thì nhất định là sẽ có thể làm được. Yên Não, ngài là người thân cận nhất với Mạc Chân Nhân. Ngài có biết là Mạc Chân Nhân tại sao lại muốn thâm nhập thị trường Yên Kinh hay không? Nguồn lực của chúng ta đều ở tỉnh Giang Nam, muốn chen vào thị trường Yên Kinh e là không dễ dàng gì. Không lẽ là Mạc Chân Nhân
nhất thời kích động nên mới nói như vậy. Yên Kinh đã lên Ngọa Hầu Tăng Nông. Nếu không sai thì ngài ấy muốn trực tiếp làm nên tên tuổi ở Yên Kinh. Hừm, ngươi im đi. Dương Thần giật, nói rằng cẩn thận. Người quên kết cục của Trương gia rồi sao? Tôi chỉ là nói đùa mà thôi. Nói không chắc chắn thì thử là sự hưng phấn nhất thời của học sinh trung học đấy. Nói mới nhớ, tôi đến thành phố Giang Đô này đều là điều tra về cái chết của huynh đệ tôi. Không lẽ ở Yên Kinh có kẻ thù của Mạc Chân Nhân? Có thể là Mạc Chân Nhân nghiêm túc như vậy, chỉ có thể là tứ đại gia tộc với Yên Kinh, Tào gia, Đường gia, Diệp gia, Mộc gia. Tuyển âm, kiếp trước người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nửa tháng, tai nạn đó đã trở thành ác mộng trong người. Kiếp này ta sẽ không để xảy ra chuyện đó nữa. Cậu đã nói gì với Từ Quỳ vậy? Cô ấy nói rằng sẽ chuyển ra ngoài. Yên tâm đi, ta đã sắp xếp xong rồi. Ta phải tự mình kiểm tra mới yên tâm được. Tô đúng là có trái tim nhân hậu, giúp mình chăm sóc cho Tử Quỳ. Nhưng mình vẫn chưa giúp được gì cho cô ấy. Làm gì đột nhiên nhìn chằm chằm người ta như vậy? Tô, ta nhớ ngươi từng nói bố ngươi đang thất nghiệp đúng không? Không tính là thất nghiệp. Người cũng biết bố ta là lái xe. Vì để nếu đứa trẻ vượt đèn đỏ mà đụng vào một chiếc xe sang, tiền tiết kiệm đều đem đi bồi thường, còn vay mượn không ít tiền. Ta có người bạn mở công ty đang thiếu người giám sát vận tải. Đây là số điện thoại, kêu ba người đi phỏng vấn đi. Giám sát vận tải ta sợ ba ta làm không được. Yên tâm đi, ba người chắc chắn là sẽ làm được. Ta sẽ cùng bạn ta chào hỏi, ba người chắc chắn là sẽ được nhận. Thật chứ? Ta sẽ kêu ba qua đó. Không phải chứ? Cô An xin nghỉ rồi sao? Cô ấy không phải là luôn đợi lớp ta đủ 24 giờ hay sao? Sao hôm nay lại nghỉ? Có lẽ là có chuyện gì đó. An lão sư hình như đang gặp phải rắc rối gì đó. Kia là An lão sư. Yên Thanh Ti. Xin hỏi cô muốn đi đâu? Tới phân phú hào. Được rồi, xinh đẹp như vậy chắc được vị phú hào nào bao lâu rồi. Xinh đẹp như vậy chắc đứng đầu bảng tân phú hào. Mẹ, con đang ở trên lớp, tiền con đã vay rồi. Mẹ nói với bố, ông ấy đừng lo lắng về chuyện đó, sẽ ổn cả thôi. Mẹ, con đột nhiên là muốn ăn sủi cảo mẹ nấu. Không sao, con vẫn ổn, con sẽ gọi lại sau. Thật là đáng thương. Trước khách sạn Tân Phú Hào. Xin chào, chào mừng quý khách đến với khách sạn Tân Phú Hào. Quý khách muốn tìm người hay là đặt phòng? Tôi đến nộp hồ sơ. Cô họ gì? Quản lý bên tôi nói đã hết chỗ rồi. Tôi họ An, muốn làm người tiếp rượu. Công chúa bồi bàn, An tiểu thư, cô có phải là đang nói đùa hay không? Trời ơi, một cô gái xinh đẹp như thế này đã tới xin đứng tuyển vị trí bồi bàn. Tùy tiện tìm một daddy bao nuôi cũng kiếm được nhiều hơn là đi làm bồi bàn. Tôi thấy thông báo tuyển người của các anh, tôi tới trả mười mấy vạn tệ. Một tối trả mười mấy vạn tệ là thật hay sao? Đương nhiên là thật rồi. Có điều An tiểu thư, công chúa bồi bàn không chỉ là công việc đơn giản như cái tên. Cô có lẽ hiểu điều tôi muốn nói phải không? Tôi hiểu, tôi đã quyết định rồi. Tốt, lập tức ký hợp đồng. Chỉ cần cô nghe theo sự sắp xếp của tôi, mỗi tối kiếm được 100.000 là không thành vấn đề. Nhưng tôi chỉ làm bồi bàn một tối thôi. Không sao, theo tôi vào trong thay quần áo. Mình nhất định là phải nắm bắt cơ hội lần này. Còn phải thay quần áo. Đương nhiên rồi, bộ quần áo cô đang mặc mấy ông chủ lớn nhất định là sẽ không thích. Nói thật, việc này của cô là thật phải không?
Đương nhiên là thật rồi, tốt tốt. Thay đồ xong tôi sẽ kiểm tra hàng. Không được, tôi... Cô, đây là lần đầu. Thay quần áo đi, tối nay xem cô thể hiện thế nào. Trời ơi, đổi đời rồi, ha ha, đêm nay tuyệt đối là sẽ phát tài. Dương Tổng, Tân Phú Hào, hôm nay có hàng mới. Tối nay tôi sẽ giữ một chỗ thay cho ngài, nhớ tới nhé. Alo, là Mạc Chân Nhân phải không? Tôi là Dương Chấn Giật, làm phiền ngài rồi. Có chuyện gì? Mạc Chân Nhân, thật nấy làm xin lỗi, tôi thế mà lại tặng nhầm quà cho em gái của ngài. Tôi nghe nói, món quà nào đó được ngài cầm đi. Mạc Chân Nhân cũng thích mấy đồ như vậy sao? Xem ra cậu rất có tác dụng với món đồ này. Cậu rất rõ tác dụng của món đồ này. Mạc Chân Nhân bất giận. Tôi hiện đang ở trước cổng của ngài, nếu không chúng ta sẽ tìm một nơi để nói chuyện có được không? Xin mời. Tôi biết một nơi rất tuyệt, chúng ta tới đó nói chuyện nhé. Tân Phú Hào, Mạc Chân Nhân chính là nơi này. Dương Tổng, ngài lại thế rồi. Xin chào Dương Tổng, chào mừng ngài. Mạc Chân Nhân, xin mời vào. Hắn là ai? Tại sao Dương Tổng lại khách khí với hắn như vậy? Lạ quá, Dương Tổng từ khi nào khách khí với người khác vậy? Dương Tổng, phòng đế vương đã chuẩn bị xong cho ngài rồi, mời ngài đi bên này. Dương Tổng, bữa giờ này lần đầu tiên tới Phú Hào phải không? Tôi lập tức lấy loại rượu vang từ hầm rượu số 1 để Dương Tổng cùng vị thiếu gia này thưởng thức, xem như là quà gặp mặt. Xem ra làm quản lý mấy năm nay cũng có chút tính mắt. Đây là Mạc tiên sinh, các ông muốn bắt chuyện với ngài ấy so với tôi thì dễ gấp mấy chục lần, có biết hay không? Mạc tiên sinh, tôi là họ Lục, là quản lý ở nơi này. Nếu tiên sinh có vấn đề gì cứ việc hỏi tôi. Không cần khách khí, tôi và Dương Tổng có việc cần bàn, ông ra ngoài trước đi. Hân hạnh. Nếu có cần gì, ngài cứ gọi bất cứ lúc nào, luôn có người đứng trước cửa ạ. Mạc Chân Nhân, ta thật sự là xin lỗi với ngài. Mạc Chân Nhân, tôi tặng lễ vật đó chỉ là sơ ý mà thôi, ngài hãy tha thứ cho tôi lần này. Ngọc bội mẫu tử này. Đây là ngọc bội, nếu có người đeo nó đâu thì sẽ thân thiết với người đeo ngọc, sẽ thân thiết với người đeo ngọc mẫu. Cuối cùng người đeo nó sẽ bị mê hoặc hoàn toàn, nghe theo sai khiến của ngọc mẫu. Đây là ngọc nô đệ, được tà tu dùng để âm dương song tu, vậy mà cậu lại dám đưa cho em gái của tôi. Mạc Chân Nhân hãy tin tôi, tôi đối với ngài và Lương tiểu thư không hề có nửa điểm bất kính. Tôi chỉ muốn lấy lòng ngài nên đã vội tặng lễ vật, không phải là tôi cố ý làm đâu. Quả thật tôi đã chuẩn bị một lễ vật muốn cho nó cho Lương tiểu thư, nhưng không hiểu tại sao lại trao nhầm cái này. Mạc Chân Nhân, nói thật ta có mối tình đầu, nhưng theo đuổi đã rất lâu nhưng vẫn không thành công, nên mới dùng tới mấy cái này. Mạc Chân Nhân, bây giờ tôi đã đem 20 ngọc bộ này tới giao cho ngài. Tôi xin thề, tôi không có ý làm hại đến Lương tiểu thư. Ngài hãy tha cho tôi một lần đi. Có vẻ như những gì hắn nói là thật. Hôm đó ở sinh nhật Tử Quỳ, hắn cũng không có gan chuẩn bị ngọc bộ này đưa cho Tử Quỳ được. Dương Thần Giật, người như vậy chính là một con sói, có thể đi săn cũng sẽ hại người khác, nhưng bây giờ vẫn không thể giết hắn. Tập đoàn Thanh Tiền vừa mới thành lập, vẫn cần đến những người như hắn. Hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời hôm nay, như vậy thì ngươi có thể sống tiếp. Phải, tôi nhất định là sẽ cung cấp tận tụy vì Mạc Chân Nhân. Mạc Chân Nhân, Tân Phú Hào là một nơi rất là náo nhiệt, hôm nay dù sao cũng tới đây rồi, vậy thì cứ chơi hết mình một hôm đi. Giám đốc Trần, mau dẫn mấy cô em xinh đẹp vào đây đi. Vâng, Dương Tổng, đảm bảo là sẽ làm ngài mãn ý. Người mới, cô đi cùng chúng tôi đi. Vào đi. Mau vào trong đi. Các ông chủ, có vừa ý hay không? Lão tử muốn cô ta. Hồng tỷ, ở chỗ của cô có hàng ngon như này mà giờ cô mới đưa tới hay sao? Ha ha, Lý Tổng à, tôi không để ý chơi chung trong lợi, tôi không để ý chơi chung đâu. He he, vậy anh ở đó đợi ở đó đi,
Đã lâu rồi không nhìn thấy cực phẩm, lão tử sắp không chịu nổi nữa rồi. Lại gần. Đời mà, không phải đã nói cô không được phép đụng vào cô ta rồi sao? Ông đây tự có tính toán. Xin lỗi, giám đốc Trần, tôi nghĩ đã muộn như này rồi, cô ta còn chưa có. Được rồi, tôi phải đưa cô ta đi. Giám đốc Trần, lão tử đã chọn cô ta rồi, cậu lại muốn đưa người đi. Tân phu hào các người chính là phục vụ khách như này hay sao? Có tin lão tử có một cú điện thoại thì sẽ có người để phong tỏa cả nơi này hay không?